hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 121, nghi phạm mưu sát. Khu cảnh huyện đường Đông Sơn là một khu dân cư khá cũ, nhưng nơi đây cũng khác với những khu khác. Đây là một khu biệt thự khá lâu đời của thành phố Giang Hải, bên trong có nhiều biệt thự nhỏ, mà tòa nhà số 12 chính là một biệt thự hai tầng khá nhỏ. Đây là nhà của lãnh băng băng, thật ra nàng cũng không thích chỗ này, vì căn nhà này chính là của người đàn ông mà nàng căm hận tặng cho. Thậm chí nàng còn nhớ rõ, khi đó mẹ mình còn không muốn nhận, nhưng sau này mẹ nàng vẫn nhận, vì bà hy vọng khoảng thời gian sau này con gái sẽ sống tốt hơn. Tuy Lãnh Băng Băng không thích căn nhà này nhưng phần lớn thời gian nàng đều ở đây, rất ít khi đến khu tập thể cục công an, vì nơi đây có những ký ức của mẹ, nàng giống như vẫn được ở cùng mẹ. Tối qua sau khi rời khỏi bệnh viện thì Lãnh Băng Băng về nhà ngay, nàng định nghỉ ngơi thật tốt để dưỡng sức, sau đó lại tiếp tục tra án dù là phó chủ tịch thường vụ hay là ai khác cũng không được tùy tiện giết người, nàng sẽ không buông tha cho những kẻ như vậy. Nhưng tối nay nàng vẫn không ngủ ngon, tình cảnh mất ngủ của nàng hình như càng thêm nghiêm trọng, mãi đến 2-3 giờ sáng nàng mới có thể ngủ. Đáng tiếc là vừa hơn 6 giờ nàng đã bị tiếng chuông cửa đánh thức. Ai vậy? Lãnh băng băng rất căm thức nói. Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự, mời mở cửa. Trong loa vang lên một âm thanh đội cảnh sát hình sự tìm tôi thì không biết điện thoại sao. Mới sáng sớm mà nhấn chuông làm gì. Lãnh băng băng rất tức giận, sau khi bị náo loạn thì nàng đã không còn tâm tình đi ngủ lại. Nàng vào nhà mặc quần áo tử tế, sau đó nổi giận đùng đùng xuống lầu mở cửa. Quả nhiên có hai cảnh sát đứng trước cửa, mà nàng cũng biết hai người này, một là tổ trưởng cắt lỗi tổ trọng án, và một người còn lại là cảnh sát viên, là Mao Biu. Khi nhìn thấy lãnh băng băng thì cát lỗi cũng giật mình đội trưởng lãnh sao lại là chị tuy cát lỗi cũng là cảnh sát hình sự nhưng là cấp dưới của khâu minh hắn là cảnh sát có thâm niên làm việc trầm ổn dù là khâu minh cũng phải nể mặt vài phần mà cát lỗi cũng không vì khâu minh có bất hòa với lãnh băng băng mà có ý kiến gì khác cũng vì vậy mà mối quan hệ giữa cát lỗi và lãnh băng băng không tính là tốt nhưng cũng chẳng có thù hận gì audio điện tử võ tấn bền hơn nữa vụ án Tôn Hinh Hinh bị bắt cóc trước đó lại sinh ra một lần hợp tác giữa Cát Lỗi và Lãnh Băng Băng, lần đó cũng coi như hợp tác thỏa mãn. "Tổ trưởng Cát, anh đến tìm tôi sao?" Lãnh Băng Băng rất mê hoặc, sao lại thế này? Nếu đội cảnh sát hình sự có chuyện thì bất kỳ người nào cũng có thể đến tìm nàng, cũng không phải vì tổ trưởng tổ trọng án Cát Lỗi này. Mao Bill là một cảnh sát trẻ của tổ trọng án, tất nhiên hắn cũng biết người đẹp băng giá nổi danh trong cục công an, hắn khẽ nói với Cát Lỗi: Tổ trưởng, chúng ta có lầm chỗ rồi không? Cát lỗi cũng có chút nghi ngơ, hắn nhìn lãnh băng băng rồi hỏi dò. Đội trưởng lãnh, đây có phải là biệt thự số 13 đường Đông Sơn khu cảnh huyền hay không? Không sai, đây chính là số 13 khu cảnh huyền. Lãnh băng băng cao mày. Tổ trưởng Cát, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đội trưởng lãnh, tôi cũng không gạt chị, chúng tôi phụng mệnh đến bắt người. Cát lỗi nở nụ cười khổ, rốt cuộc là vấn đề gì thế này? Bắt người, lãnh băng băng càng thêm mê hoặc. Tổ trưởng Cát, chẳng lẽ anh đến bắt tôi? Đội trưởng, điều này sao có thể? Trung lực vội vàng phủ nhận. Chúng tôi đến bắt một người tên là Hạ Thiên. Cái gì? Lãnh băng băng lập tức nổi giận. Tổ trưởng Cát, anh có ý gì? Anh muốn bắt tên lưu manh kia sao lại đến chỗ tôi? Đội trưởng lãnh, chúng tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng địa chỉ trên giấy chứng minh và hộ khẩu của Hạ Thiên là ở đây. Cát lỗi giờ khóc giờ cười, đây là chuyện gì? Địa chỉ trên chứng minh của tên Lưu Manh là chỗ này của tôi sao? Lãnh băng băng đầu tiên là sướng sờ, sau đó lập tức hiểu được. Gặp quỷ rồi, khoa hộ tịch làm gì vậy không biết. Lãnh băng băng dù sao cũng nhiều năm làm cảnh sát hình sự, nàng chỉ cần suy đoán cũng biết địa chỉ trên giấy chứng minh của Hạ Thiên có vấn đề, có tám phần tên khốn kia lấy địa chỉ của nàng làm nhà hắn. Đội trưởng lãnh, xem ra có hiểu lầm rồi, chúng tôi về trước. Cát lỗi có thể đoán ra được lãnh băng băng có quen biết với Hạ Thiên nên không dây dưa, hắn không muốn vì vấn đề này mà làm cho đối phương mất hứng. Tổ trưởng Cát, chờ chút. Lãnh băng băng suy nghĩ một chút. Hạ Thiên phạm tội gì? Điều này, hắn là khả nghi mưu sát. Cát lỗi có chút chần chừ, cuối cùng vẫn nói ra tuy lãnh băng băng biết hạ thiên có thể đã gây chuyện nhưng vẫn chấn động. Mưu sát sao, mà mưu sát ai? Đội trưởng lãnh, căn cứ vào điều tra sơ bộ thì tối qua hạ thiên có xung đột với Kim Cương là ông chủ của quán ba mị lực. Kim Cương và mười mấy thủ hạ của hắn đều bị Hạ Thiên dùng bia đánh bị thương, mà Kim Cương đưa đến bệnh viện thì lập tức ngừng thở và chết. Vẻ mặt cát lối có chút ngưng trọng. Mặt khác, đội phó phương khôn đội trị an xã hội quận Nam cũng là cảnh sát đến xử lý vụ ẩu đả tối qua cũng chết một cách ly kỳ. Xem xét các chứng cứ sơ bộ thì chúng tôi nghi ngờ cái chết của anh ấy có liên quan đến Hạ Thiên. Vẻ mặt lãnh băng băng lập tức biến đổi, khi nghe nửa đoạn báo cáo trước thì còn tốt, nàng biết rõ tên Kim Cương, chính là một kẻ lưu manh, nàng đã muốn nắm lấy hắn. Bây giờ Kim Cương gặp phải chuyện không may thì sự việc không tính là nghiêm trọng, nhiều lắm cũng là trọng thương mà chết, hơn nữa Hạ Thiên có phân nửa là tự phòng vệ, nhưng phương khôn chết thì sự việc lại khác biệt phương khôn là cảnh sát hắn bị giết thì sẽ là chuyện lớn lãnh băng băng tin vụ án này sẽ trở thành án lớn của thành phố mà hạ thiên là kẻ tình nghi số một tất nhiên sẽ không có thời gian dễ chịu đội trưởng lãnh chị có biết hạ thiên ở đâu không mao biêu nhịn không được phải xen vào một câu nếu chị biết thì có thể nói cho chúng tôi nếu không bắt được người thì tổ trưởng của chúng tôi cũng khó thể báo cáo kết quả công tác tôi không biết cậu ta ở đâu cả. Lãnh băng băng lắc đầu. Cát lỗi nghe thấy như vậy thì có chút thất vọng. Nhưng lãnh băng băng lại mở miệng. Nhưng tôi có thể điện thoại để cậu ấy đến đồn cảnh sát. Cát lỗi lập tức vui vẻ nhưng cũng có chút hoài nghi. Điều này, đội trưởng lãnh, lỡ may chỉ điện thoại mà hắn không đến thì sao? Hắn sẽ đến. Lãnh băng băng lấy điện thoại ra bấm số của Hạ Thiên, Khoảnh khắc khi nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng thì Hạ Thiên còn đang ôm Liễu Vân Mạn ngủ say sưa, tuy bị đánh thức nhưng khi nhìn thấy cảnh sát Tỷ Tỷ tự mình gọi điện thoại thì hắn rất vui, vì vậy lập tức nghe không chút do dự. Cảnh sát Tỷ Tỷ, sáng sớm đã điện thoại cho tôi, có phải nhớ tôi rồi không? Hạ Thiên cười hì hì hỏi, mà điện thoại cũng làm Liễu Vân Mạn bừng tỉnh, nàng nghe được lời này mà không khỏi bấu lên người Hạ Thiên. Người này đúng là đang ôm nàng mà còn hỏi người phụ nữ khác có nhớ mình không? Lãnh băng băng bên kia cũng cực kỳ tức giận, tên lưu manh này sắp gặp tai họa đến nơi mà còn đùa giỡn, đúng là buồn cười. Vì vậy nàng giống vào điện thoại. Tôi mặc kẻ cậu ở đâu, lập tức đến cục cảnh sát cho tôi. Được, nếu cảnh sát tỉ tỉ đã như vậy thì tôi sẽ sang ngay. Hạ Thiên nói xong thì lãnh băng băng cũng cúp điện thoại. Cậu muốn đi đâu? Liễu Vân mạn véo lên người Hạ Thiên, nhưng điều làm nàng cảm thấy khó hiểu chính là sắc lang này giống như không sợ đau, Nàng véo hai lần mà hắn không có chút phản ứng. Cảnh sát tỉ tỉ nói tôi đến cục cảnh sát ngay, chị Vân Mạn, chị có đi cùng không? Hạ Thiên quay đầu nhìn Liễu Vân Mạn, đúng lúc này hắn chợt sáng mắt. "À, chị Vân Mạn, bộ đồ ngủ của chị rất đẹp." "Tôi không đi, tôi còn phải đi làm." Liễu Vân Mạn tức giận nói, "Người này đúng là ôm mình ngủ cả đêm, bây giờ mới khen áo ngủ đẹp sao?" Tối qua Liễu Vân Mạn ở trong phòng tắm và luôn nghĩ rằng Hạ Thiên sẽ làm gì đó với mình, nhưng khi Hạ Thiên ôm nàng ngủ cả đêm mà không làm gì cũng làm nàng bất mãn, con người sao lại mâu thuẫn như vậy? "Chị Vân Mạn, tôi đi trước, chị cứ tiếp tục ngủ đi." Hạ Thiên vội vàng đi gặp Lãnh Băng Băng, hắn buông Liễu Vân Mạn trong lòng ra, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. "Ngủ cái gì được nữa?" Liễu Vân Mạn hờn dỗi nói một câu, nàng cầm gối định ném về phía Hạ Thiên nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Hạ Thiên cũng không ý thức được vấn đề mình đã đắc tội liếu Vân Mạn, hắn chỉ hớn hở chạy đến cục cảnh sát mà Lãnh Băng Băng cũng đã chờ sẵn. Tối qua cậu đi làm gì? Lãnh Băng Băng trong đồn chợt đi đến bên cạnh Hạ Thiên rồi hỏi. Tối qua? Hạ Thiên suy nghĩ, tối qua làm rất nhiều chuyện, tìm được một sát thủ làm vợ, còn vô tình cứu được một ngôi sao không mấy xinh đẹp, cuối cùng còn ngủ với chị Vân Mạn. Thôi, nghĩ nhiều làm gì, đi theo tôi. Lãnh Băng Băng cảm thấy phiền phức, nàng dẫn Hạ Thiên đến tổ trọng án đội cảnh sát hình sự số 1. Khâu Minh cũng đang đứng chờ, hắn dùng giọng quái dị nói. "Đội trưởng Lãnh, mang bạn trai đến quy án à?" "Cảnh sát tỉ tỉ, thằng ngu này nói gì vậy?" Hạ Thiên có chút kỳ quái. Lãnh Băng Băng vốn rất bất mãn với Khâu Minh, nàng nghe Hạ Thiên hỏi như vậy thì thuận miệng trả lời. "Hỏi câu quá ngốc, coi như chó sủa bên tai là được." Lãnh Băng Băng cô mắng tôi sao? Khâu Minh lập tức khó thở. Ngu ngốc mới hỏi như vậy. Lãnh băng băng dùng giọng mỉa mai nói với Khâu Minh. Khâu Minh chợt tức tối, hắn nhìn Hạ Thiên rồi cười lạnh. Lãnh băng băng, tôi xem lần này cô có bảo vệ được hắn hay không? Lãnh băng băng căn bản không quan tâm đến Khâu Minh, nàng quay đầu nhìn cắt lỗi. Tổ trưởng cát, người tôi đã mang đến, bây giờ giao cho anh. Cảm ơn đội trưởng. Cát lỗi nhịn không được phải dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lãnh băng băng và hạ thiên, trong lòng đang thầm suy đoán quan hệ giữa hai người. Lãnh băng băng chỉ cần một cuộc điện thoại đã điều một tên tình nghi liên quan đến một vụ trọng án tự động đến cửa sao. Tổ trưởng Cát, người này cực kỳ nguy hiểm, khi cha khảo phải xiềng tay xiềng chân lại. Khâu Minh nhìn hạ thiên rồi lạnh lùng nói. mươi 122, dạy bảo Khâu Minh. Khâu Minh nói ra những lời này thì không những vẻ mặt lãnh băng băng biến đổi mà ngay cả vẻ mặt cát lỗi cũng trở nên mất tự nhiên, cát lỗi thấy lãnh đạo của mình đúng là quá mức. Dù Hạ Thiên thật sự bị tình nghi là mưu sát nhưng người ta không chống lệnh bắt giữ, tự mình đến cục cảnh sát, hơn nữa còn có quan hệ tốt với lãnh băng băng, làm gì phải xử lý tuyệt tình như vậy. Lùi một bước, dù là còng tay thì cũng không được, mà Khâu Minh đòi xiềng chân, rõ ràng cố ý làm khó người khác. Cát lỗi cảm thấy dù quan hệ giữa khâu minh và lãnh băng băng không thuận hòa, nhưng khi xử lý sự việc thì cũng không nên làm quá phận, dù thế nào thì người cũng do lãnh băng băng đưa đến, cũng xem như có ân với đội cảnh sát hình sự số 1, cũng phải nể mặt lãnh băng băng một chút chứ. Cảnh sát tỉ tỉ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên bắt đầu mất hứng, nói một lúc lâu thì ra những người này muốn xem hắn là phạm nhân. Hạ Thiên, cậu bị tình nghi mưu sát, chúng tôi sẽ tiến hành câu lưu hình sự. Khâu Minh cười lạnh một tiếng, hắn vung tay. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt lại, lấy dụng cụ xiềng chân ra, xích hắn lại. Khâu Minh nói như vậy làm cát lỗi rất bất đắc dĩ, hắn phải lấy còng ra đi đến trước mặt Hạ Thiên. Mày bị bệnh sao? Tao giết ai? Hạ Thiên cũng không có giác ngộ vươn tay để người ta mang còng. Nếu cậu không giết người thì trước tiên nên phối hợp, nói rõ sự việc sẽ không có việc gì. Lãnh băng băng sợ Hạ Thiên động thủ, vì vậy mở miệng nói hạ thiên nhìn lãnh băng băng cuối cùng hắn cũng phối hợp cho người khác còng tay dù sao thứ này cũng không có tác dụng với hắn mang vào cũng chẳng sao tổ trưởng cát anh có thể đưa cậu ấy vào lãnh băng băng thản nhiên nói còn xiềng chân thì không cần sử dụng vâng đội trưởng lãnh cát lỗi vội vàng đồng ý sau đó hắn gật đầu với hạ thiên cậu theo tôi vào phòng thẩm vấn đợi đã khâu minh quát khẽ Lãnh băng băng, đây là đại đội số 1, không phải đội số 6, thủ hạ của tôi không cần cô chỉ huy. Cát lỗi cảm thấy căm tức, không minh này có bị gì không? Người ta đã phối hợp như vậy, phải ồn ào mới chịu được sao? Thực tế thì Cát lỗi cũng biết Hạ Thiên là ai, không phải là người đến đêm giai nhân đánh cao danh dương hôn mê sao? Mấy ngày trước Hạ Thiên đại náo trụ sở cảnh sát an ninh mạng, Cát lỗi cũng nghe thấy rất rõ một nhân vật phiền phức thế này mà chịu phối hợp thì đã quá dễ nói chuyện bắt người ta phải náo loạn đại đội cảnh sát hình sự số một mới chịu à Khâu Minh không cần phải tuyệt tình như vậy gương mặt lãnh băng băng được bao phủ trong một tầng xương lạnh nàng biết Khâu Minh đang cố ý làm khó chính mình lãnh băng băng nếu cô có ý kiến thì có thể tố cáo với người của mình Khâu Minh nói rất trào phúng trong lời nói mơ hồ còn có hương vị khác Khâu Minh không nói lãnh băng băng tố cáo lên trên mà lại nói là người của mình, chỉ là người có chút kinh nghiệm thì sẽ nghe thấy hàm nghĩa trong lời nói, mà ánh mắt của lãnh băng băng cũng khác biệt. Nhưng vận may của Khâu Minh là không tệ, lãnh băng băng không có kinh nghiệm, nàng cũng không nghe được hàm ý sâu bên trong. Nhưng dù là thế thì nàng cũng rất tức giận, nàng thậm chí có chút hối hận vì đã điện thoại cho Hạ Thiên, nên để cho đại đội số 1 nhận lấy chút mùi vị thất bại mới đúng. Cảnh sát tỷ tỷ, thằng này rất đáng ghét có nên đập nát miệng nó không hạ thiên trưng cầu ý kiến của lãnh băng băng lãnh băng băng trừng mắt nhìn hạ thiên nàng tức giận nói cậu còn muốn bị cộng lên tội chống người thi hành công vụ sao không có gì tôi sẽ không làm người ta tìm được chứng cứ hạ thiên chẳng quan tâm nói vậy tùy cậu lãnh băng băng nói nếu là bình thường nàng sẽ không đồng ý như vậy nhưng bây giờ nàng rất căm tức nếu nàng không phải cảm thấy ô uế đôi tay của mình thì sẽ cho Khâu Minh vài tát. Khâu Minh nghe thấy hai người kia đối thoại mà tức chết đi được, mà những người khác thì đưa mắt nhìn nhau. Khâu Minh đang muốn nói thì chợt cảm thấy miệng rất đau, sau đó hắn cảm thấy mặn mặn, khi đưa tay sờ thì thấy toàn là máu tươi mà cảm giác đau trên môi vẫn không ngừng. Lúc này hắn mới biết môi mình bị dập. Khâu Minh dùng một tay che miệng, một tay chỉ vào hạ thiên, nhưng đáng tiếc là hắn đang bụng miệng, căn bản không nói ra lời. Lãnh băng băng chợt ngẩn ngơ, nàng có thể thấy máu tươi chảy qua kẻ tay của khâu minh, rõ ràng đối phương bị thương không nhẹ, nhưng nàng không thấy hạ thiên ra tay. Bắt nó lại. Khâu minh đột nhiên buông ta ra rồi giống lên rất dữ tợn sau đó hắn lại che miệng, vết thương liên tục chảy máu. Hạ thiên cười hì hì với khâu minh. Mày ngu quá, tao đã sớm bị còng rồi. Khâu minh, tôi khuyên anh nên đi đến bác sĩ là vừa khi nhìn thấy khâu minh miệng đầy máu tươi thì lãnh băng băng đột nhiên cảm thấy rất thoải mái hạ thiên có phải cậu đánh đội trưởng không cát lỗi cau mày hỏi hạ thiên lắc đầu tất nhiên không phải tôi tôi còn chưa động đậy gì còn bị các anh phòng tay đánh hắn thế nào được cậu vừa nói muốn đánh người bây giờ đội trưởng khâu đã bị thương nào có việc gì khéo như vậy cát lỗi lại hỏi hạ thiên cười hì hì tôi cũng thấy quá trùng hợp nói không chừng là tôi ra tay, đáng tiếc là các anh không có chứng cứ. Hạ Thiên nhìn Khâu Minh rồi ra vẻ quan tâm. Này, đừng nói tôi không nhắc nhở, vết thương kia cần cầm máu, mau đến bệnh viện đi. Tao xử lý mày. Khâu Minh chợt buông miệng máu ra rồi gầm lên, hắn dùng tay sờ xuống bao súng. Vẻ mặt cát lỗi chợt biến đổi, hắn tiến lên giữ tay Khâu Minh rồi khẽ nói. Đội trưởng Khâu, đừng xúc động, trước tiên đến bệnh viện rồi nói sau khâu minh vẫn không buông tay cát lỗi lại nói đội trưởng khâu hắn ta bây giờ là tình nghi mưu sát chỉ cần chứng thực chứng cứ là sẽ chạy không thoát anh không xen vào làm gì này hai anh lập tức đưa đội trưởng khâu đến bệnh viện cát lỗi gọi hai viên cảnh sát bọn họ vội vàng đưa khâu minh đi có lẽ câu nói vừa rồi của cát lỗi đã thuyết phục được khâu minh lần này khâu minh rất phối hợp mà bỏ đi nhưng sau khi đi được vài bước thì hắn lại quay đầu nhìn lãnh băng băng và hạ thiên dù là ai cũng thấy được trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Cát lỗi thở dài một hơi, nếu khâu minh thật sự dùng súng thì sẽ gây ra phiền phức lớn, đến lúc đó hắn và khâu minh sẽ khó thể chống đỡ được. Đội trưởng lãnh, bây giờ tôi phải đưa Hạ Thiên vào phòng thẩm vấn, chỉ có muốn dự thính không? Cát lỗi hỏi, không cần, lãnh băng băng thản nhiên nói. Chỉ hy vọng các anh thẩm vấn theo trình tự thông thường, không cần bước cung tra tấn là được. Lãnh Băng Băng nói ra những lời này thì lập tức xoay người bỏ đi, mà vẻ mặt cát lỗi lại rất khổ sở. Cha tấn bức cung sao? Khi nhìn thấy kết cục của Khâu Minh thì còn ai dám? Dù Hạ Thiên không thừa nhận nhưng ai cũng biết rõ, sự việc vừa rồi do hắn làm ra. Bọn họ chỉ không biết vì sao đối phương có thể làm được một việc khó tưởng như vậy. Cảnh sát tỷ tỷ, trưa nay chúng ta đi dùng cơm nhé. Hạ Thiên hô lên một câu. Nhóm cảnh sát tổ trọng án đại đội cảnh sát hình sự số 1 nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì thiếu chút nữa đã bật cười, thì ra người này còn định dùng cơm trưa với người đẹp băng giá. Lãnh băng băng không để ý đến Hạ Thiên, người này đúng là không có chút cảm giác nguy cơ, đã bị coi là đối tượng tình nghi mưu sát, vậy mà còn mời nàng dùng cơm trưa sao? Vài phút sau Hạ Thiên được đưa vào phòng thẩm vấn, cát lỗi là người phụ trách thẩm vấn, mà Mao Biêu thì ghi biên bản, sau khi hỏi vài câu đơn giản thì cát lỗi nhanh chóng đi vào chính đề hạ thiên tối qua cậu có xuất hiện ở quán ba mị lực không có hạ thiên thuận miệng nói tôi ở đó khá lâu nhưng cũng không nhớ rõ thời gian cụ thể vậy tối qua cậu có sinh chuyện với kim cương hay không cậu nên suy nghĩ cho kỹ cát lỗi nhíu mày hỏi à kim cương sao tối qua bị tôi đánh cho tàn phế người này dám có tư tưởng cướp vợ tôi tôi dùng hai chai bia đập lên đầu hắn hạ thiên dứt khoát thừa nhận tối qua kim cương đã chết cậu có biết không cát lỗi nhìn chằm chằm vào hạ thiên chết sao hạ thiên có chút kinh ngạc hắn lập tức chẳng quan tâm chết cũng tốt miễn sau này còn có ý với vợ tôi nói như vậy cậu thừa nhận mình giết chết kim cương sao cát lỗi hỏi hạ thiên có chút mê hoặc tôi thừa nhận khi nào tôi chỉ đập lên đầu hắn hai chai bia nếu chết thật thì cũng là người khác ra tay không liên quan đến tôi hạ thiên cậu đã thừa nhận mình dùng chai bia đập lên đầu kim cương mà báo cáo khám nghiệm tử khi cũng nói kim cương chết vì đầu bị va đập mạnh nói cách khác anh ta chết vì cậu dùng chai bia đập lên đầu giọng cắt lỗi đã trầm xuống bây giờ cậu còn gì để nói pháp y của các anh quá ngu ngốc gần đây tôi đánh người có chừng mực tôi nói hắn không chết thì không chết hạ thiên bĩu môi các anh đổi lại người khám nghiệm đi, tôi bảo đảm trên người hắn có vết thương chí mạng khác." Cát Lỗi khẽ nhíu mày, sau đó hắn lấy ra một tấm hình đưa cho Hạ Thiên. "Cậu biết người phụ nữ này không?" "Biết, là vợ tôi." Hạ Thiên thuận miệng nói, người trong hình là Isabella. "Nói như vậy thì cậu biết cô ta ở đâu sao?" Cát Lỗi hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. "Không biết." Hạ Thiên chợt ối lên một tiếng nói. "Không xong." tối hôm qua quên xin số điện thoại của cô ấy. Cô ấy là vợ cậu, sao cậu lại không biết? Mao Biu ở bên cạnh không nhịn được phải xen vào một câu. Chẳng lẽ anh gắn thiết bị theo dõi trên người vợ, mỗi thời điểm đều lấy ra xem sao? Hạ Thiên hỏi lại một câu. Mao Biu lập tức nghẹn giọng. Hạ Thiên, 12 giờ tối qua đội phó phương khôn đội trật tự trị an quận Nam đã chết. Có người chứng minh trước khi chết anh ấy ở cùng một chỗ với người phụ nữ này, Tôi hỏi anh khi đó anh đang ở đâu? Cát Lỗi hỏi. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó trả lời: "Tôi đang ngủ với vợ." Vẻ mặt Cát Lỗi chợt biến đổi. "Cậu nói khi đó ngủ với người phụ nữ này sao?" Chương 123: Thoát thân ngoài ý muốn. Hạ Thiên tất nhiên lắc đầu. "Không phải, là vợ khác." Hạ Thiên khai báo cho thành thật một chút. Mao biu không nhịn được. "Sao cậu có nhiều vợ như vậy?" Này tôi nhiều vợ không liên quan gì đến anh hạ thiên nhìn mao biu nếu anh ghen ghét thì cứ nói thẳng tôi ghen ghét sao tôi mao biu muốn nổi giận mao biu cát lỗi khẽ quát một tiếng mao biu lập tức câm miệng nhưng ánh mắt nhìn về phía hạ thiên đã không tốt lành gì hạ thiên cậu phải nói ra người phụ nữ mà tối qua đã ở cùng chúng tôi cần liên lạc với người phụ nữ đó để chứng thực cát lỗi vẫn bảo trì tâm trí bình hòa không hổ danh là cảnh sát hình sự có thâm niên được rồi nhưng bây giờ các anh đừng gọi điện thoại cho cô ấy cô ấy còn đang ngủ hạ thiên dặn dò sau đó nói ra số điện thoại của liễu vân mạn đáng tiếc đám cảnh sát hình sự không nghe lời hạ thiên bọn họ có được số điện thoại thì cũng lập tức liên hệ với liễu vân mạn liễu vân mạn đang chuẩn bị đi làm thì nghe tin hạ thiên bị bắt vì vậy nàng tranh thủ chạy đến cục cảnh sát trên đường đi còn điện thoại cho kiều tiểu kiều mà Kiều Tiểu Kiều thì gọi cho Kiều Đông Hải, sau đó Kiều Đông Hải gọi cho Hoàng Hải Đào. Cuối cùng Kiều Đông Hải biết lần này phiền phức lớn. Kim Cương đã chết, mà trước khi chết lại bị Hạ Thiên đập hai chai bia lên đầu, điều này trăm người nhìn thấy, mà Hạ Thiên cũng chính miệng thừa nhận. Dù Hạ Thiên đập hai chai bia lên đầu mà Kim Cương không chết, có kẻ khác ra tay giết chết Kim Cương, nhưng điều này không có chứng cứ, hơn nữa pháp y cũng cho rằng Kim Cương bị chết do đầu va chạm mạnh nói cách khác cảnh sát đã thừa nhận kim cương chết trong tay hạ thiên vấn đề ở chỗ cố ý đánh chết người hay ra tay phòng vệ rõ ràng cảnh sát không cho rằng hạ thiên ra tay phòng vệ dựa theo logic của cảnh sát thì kim cương chỉ muốn đánh hạ thiên tàn phế nhưng khi đó hắn còn chưa ra tay vì vậy không tính là phòng vệ điều này làm cho kiều đông hải rất bực bội nói như vậy hạ thiên phải để người ta đánh trước mới coi là phòng vệ sao thật ra kiều đông hải biết vấn đề không phải là điều này Vấn đề là có người muốn đẩy chết Hạ Thiên, mà người này chính là Lâm Tử Hào bị cướp mất vị hôn thê. Lâm Tử Hào từng là đệ nhất thiếu gia Giang Hải, tất nhiên năng lượng của hắn là rất lớn. Thực tế cha Lâm Tử Hào chính là bí thư tỉnh ủy Lâm Hà của thành phố Bình Hải. Dù đối với thành phố Giang Hải thì Lâm gia chỉ là người đến từ bên ngoài, cũng không có căn cơ quá sâu ở đây, nhưng Lâm Hà dù sao cũng là quan lớn nhất tỉnh Bình Hải, lời của lão có mấy người dám phạm vào. Mà điều làm cho Kiều Đông Hải cảm thấy quái dị chính là Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Bình Hải là Kỳ Nam cũng nhúng tay vào vụ này, yêu cầu Cục Công an phá án công bằng, không cần vì áp lực mà để cho kẻ tình nghi chạy thoát. Lời nói của Kỳ Nam đã ép xuống đầu Hoàng Hải Đào, để lão không vì áp lực của Kiều Gia mà thả hạ thiên, vì vậy lúc này Hoàng Hải Đào sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ. Thực tế nhị thúc của Kiều Đông Hải là Phó Chủ tịch Kiều cũng đã nói rõ, Kiều Gia sẽ không đếm xỉa đến vụ này, lúc này tình hình của hạ thiên lại càng không tốt tuy kiều gia không đếm xỉa nhưng kiều đông hải thì không thể không quan tâm hắn tự mình đến cục cảnh sát gặp mặt hạ thiên hạ thiên lần này có người muốn ép cậu nhị thúc nói kiều gia không thể giúp nhưng tôi sẽ dùng danh nghĩa tư nhân để giúp cậu kiều đông hải mở miệng nói tôi đã hỏi người ở cục cảnh sát bọn họ nói cậu thừa nhận giết chết kim cương có phải vậy không không phải tôi giết hạ thiên có chút khó chịu những tên cảnh sát này bị gì vậy? Nếu không phải cảnh sát tỷ tỷ bảo đến đây thì tôi sẽ chẳng quan tâm, vào đây liên tục bị hỏi, rốt cuộc đến lúc nào mới cho tôi ra? Kiều Đông Hải lộ ra nụ cười khổ. Hạ Thiên, cậu phải chuẩn bị tâm lý, sợ rằng cậu sẽ bị giữ lại ở đây thời gian dài. Địa phương khốn kiếp này không chút thú vị, tôi cũng không muốn đợi lâu. Hạ Thiên bĩu môi. Tôi còn muốn dùng cơm trưa với cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên, tôi sẽ nghĩ biện pháp nhưng trưa nay sợ rằng cậu sẽ không được ra ngoài kiều đông hải chỉ còn cách nói thật hạ thiên không cho là đúng bọn họ không cho đi thì tôi tự đi kiều đông hải lập tức hoảng sợ hạ thiên cậu đừng chạy trốn như vậy càng phiền toái có gì mà sợ nếu tôi muốn đi thì chẳng ai giữ lại được hạ thiên dùng giọng không quan tâm nói kiều đông hải có chút nhức đầu sao mới thuyết phục hạ thiên không trốn đi đây Kiều Đông Hải có chút trầm ngâm rồi mở miệng nói. Hạ Thiên, thật ra lần này cũng không tính là phiền toái. Bây giờ Phương Khôn đã chết, vì có Vân Mạn làm chứng nên cậu đã thoái khỏi hiểm nghi, còn quan hệ với Isabella, Liễu Vân Mạn đã nói rất rõ ràng, tối qua hai người mới quen nhau, vì vậy phiền phức của cậu là không cao. Bây giờ phiền phức của cậu chính là phòng vệ làm Kim Cương tử vong. Kim Cương không phải do tôi đánh chết. Hạ Thiên nhịn không được phải xen vào một câu. Kiều Đông Hải lắc đầu. Hạ Thiên, không tìm thấy những căn cứ mới về thương tổn của Kim Cương, vì vậy sự việc này chỉ có thể đổ lên đầu cậu. Nhưng việc này cũng không quá nghiêm trọng, thế này đi, tôi sẽ nhanh chóng tìm luật sư bảo lãnh cho cậu, cậu kiên nhẫn chờ, có lẽ trưa nay sẽ được ra ngoài. Kiều Đông Hải nói như vậy nhưng trong lòng không nắm chắc, vì Lâm Tử Hào muốn Hạ Thiên, nếu không có Lâm Tử Hào chặn ngang thì việc này chỉ dừng lại ở mức phòng vệ. Vốn sự việc Kim Cương chết đi cũng không có nhiều người đồng tình, nhưng lâm tử hào lại xuống tay làm sự việc không còn giống như trước đó mà cục cảnh sát chắc chắn sẽ không cho hạ thiên được bảo lãnh lâm tử hào sao có thể cho hạ thiên được thả ra dễ dàng như vậy được rồi nếu đến chưa bọn họ không thả thì tôi sẽ bỏ đi hạ thiên thuận miệng nói kiều đông hải đang định nói vài lời thì cửa phòng thẩm vấn đã bị đẩy ra cát lỗi tiến vào hạ thiên cậu có thể đi vẻ mặt cát lỗi rất cổ quái cái gì Kiều Đông Hải tưởng mình nghe lầm. Có người tự thú, tự thừa nhận âm thầm ra tay với Kim Cương khi được đưa đến bệnh viện, đồng thời còn thừa nhận đã giết chết Phương Khôn, đã bắt được hung phạm, Hạ Thiên tất nhiên phải được thả. Cát lỗi giải thích một câu, hắn biết rõ địa vị của Kiều Đông Hải. Kiều Đông Hải không nói gì, nói như vậy chạy qua chạy lại nửa ngày cứ xong như thế sao? Có người tự thú thì hắn sẽ không cần phải làm gì, Hạ Thiên cũng không sao trong đầu hạ thiên chợt lóe lên một ý nghĩ hắn hỏi một câu có phải người tự thú là isabella không cát lỗi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hạ thiên sao cậu biết người phụ nữ isabella kia tự thú rồi sao kiều đông hải cũng rất ngạc nhiên kiều đông hải khựng lại một chút rồi nói hừ quan tâm làm gì hạ thiên chúng ta đi thôi hạ thiên nhìn cát lỗi rồi hỏi isabella đang ở đâu tôi muốn gặp cô ấy vừa đúng lúc isabella cũng đề xuất muốn gặp cậu cát lỗi nhìn hạ thiên với ánh mắt kỳ quái đây là điều kiện duy nhất để cô ấy khai chi tiết kiều đông hải nghe thấy như vậy thì giật mình không phải nói isabella mới quen hạ thiên à sao bây giờ hắn lại thấy quan hệ giữa hai người là không tầm thường vài phút sau hạ thiên từ phòng thẩm vấn này đến một gian phòng thẩm vấn khác tất nhiên hắn bây giờ không còn là kẻ tình nghi mà ở trong phòng thẩm vấn kia hắn nhìn thấy isabella gợi cảm xinh đẹp Isabella vẫn ăn mặc như tối qua nhưng bây giờ có thêm một chiếc còng, khi thấy Hạ Thiên tiến vào thì nàng nở nụ cười quyến rũ, sau đó còn dùng giọng nhân nhất hô một tiếng. Chồng, vẻ mặt cát lối cùng vào theo Hạ Thiên chợt trở nên cổ quái, người phụ nữ này là vợ của Hạ Thiên thật sao? Cảnh sát, các anh có thể ra ngoài một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với chồng. Isabella cười hì hì với cát lối, điều này làm cho cát lối cảm thấy không tốt người phụ nữ này giết hai người mà làm như chưa có gì xảy ra hơn nữa còn không có vẻ giống tội phạm bị bắt làm người ta sinh ra cảm giác như nàng đến đây du lịch tôi cho hai người một phút cát lỗi phất tay với đám cảnh sát trong phòng thẩm vấn sau đó mọi người cùng đi ra hạ thiên nhìn isabella hắn bất mãn nói chị isabella chị cũng quá vô dụng giết người cần phải rõ ràng như vậy sao sao lại để người ta bắt được Isabella chừng mắt nhìn Hạ Thiên rất quyến rũ. Cậu không giết người mà bị bắt, còn vô dụng hơn cả chị. Isabella tiến đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng ghé miệng vào tai hắn rồi khẽ nói. "9 giờ tối nay chờ chị ở phòng 104 khách sạn Giật Hải, chị đã đặt sẵn phòng, dùng tên cậu, nhớ đấy, đi một mình thôi." Hạ Thiên chợt sững sờ, hắn chợt cảm thấy một đôi môi mềm áp lên mặt mình, Isabella hôn hắn, sau đó nàng cười rồi quay lại ghế ngồi xuống đúng lúc này cát lỗi cũng tiến vào đã đến giờ hạ thiên nhìn isabella sau đó hắn đi ra ngoài hắn biết nàng nắm chắc cơ hội chạy trốn như vậy hắn cũng không cần lo lắng còn vì sao nàng giết phương khôn và kim cương đến tối hỏi sau hạ thiên chúng ta về tòa nhà kiều ra tiểu kiều đang đợi khi thấy hạ thiên đi ra thì kiều đông hải vội nói hạ thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn tất nhiên phải thông báo cho kiều tiểu kiều sau đó lại điện thoại cho nhị thúc Vị phó chủ tịch tỉnh họ Kiều rất thỏa mãn. Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến gì, nhưng hai người vừa rời khỏi khu vực của tổ trọng án thì gặp mặt Khâu Minh từ bệnh viện quay về. Chương 124, mạnh hiếp yếu. Hạ Thiên, mày đứng lại cho tao. Khâu Minh hầu như gầm lên. Thằng khốn nạn nào dám thả mày ra? Khâu Minh gầm lên hầu như kinh động đến tất cả cảnh sát hình sự đại đội 1. Cũng khó trách Khâu Minh tức giận như vậy. Sau khi khâu mồm xong thì hắn lập tức từ bệnh viện chạy về, mục đích chính là chứng thực tội mưu sát của Hạ Thiên, như vậy mới có thể phát tiết. Hắn nào ngờ khi quay về lại thấy Hạ Thiên được thả ra, như vậy sao hắn không tức điên lên được. "Đội trưởng Khâu, tôi là Kiều Đông Hải." Kiều Đông Hải muốn tranh thủ thời gian tiến lên giải thích nguyên nhân, hắn cũng không muốn Hạ Thiên đánh người, nếu lại tiếp tục đánh cảnh sát thì khó thể nào báo cáo kết quả công tác cho Kiều Tiểu Kiều nhưng kiều đông hải không ngờ mình vừa báo danh thì khâu minh đã tức giận gào lên tao không cần biết mày là kiều đông hải hay kiều tây hải họ kiều thì ngon sao thành phố giang hải cũng không phải là của kiều gia chúng mày thằng này phạm tội giết người kiều gia cũng không thể thích mang đi thì mang đi mang về thì mang về đám cảnh sát đi ra xem náo nhiệt nghe được lời nói của khâu minh thì cũng có chút đồng tình xong rồi vị đội trưởng khâu này sắp xong rồi kiều đông hải cũng nổi giận Hắn có thân phận thế nào? Là thiếu gia của Kiều gia, một trong ba đại gia tộc lớn nhất thành phố Giang Hải, là một trong tứ thiếu gia Giang Hải nổi tiếng lẫy lừng. Hắn ở trước mặt Hạ Thiên thì có vẻ bình dị gần gũi, vì Hạ Thiên có năng lực, cũng vì hắn biết rõ thân phận của Hạ Thiên. Nhưng Khâu Minh là thứ gì? Một đội trưởng đội cảnh sát hình sự nho nhỏ mà dám hô to gọi nhỏ với Kiều gia Kiều Đông Hải sao? Hơn nữa còn khiêu khích cả Kiều gia sao? Khâu Minh anh nói không sai thành phố giang hải này không phải là của kiều gia chúng tôi nhưng thành phố giang hải cũng không phải là của anh thậm chí đại đội cảnh sát hình sự này cũng không phải là của anh kiều đông hải dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn khâu minh tổ trọng án đã điều tra hạ thiên vô tội mà khâu minh anh lại chắn chắn ép người ta vào tội giết người chẳng lẽ anh cho rằng khâu minh anh chỉ nói một câu là có thể cải biến pháp luật sao vô tội nó sao có thể vô tội không có khả năng khâu minh hét lớn Kiều Đông Hải cười lạnh. Chỉ dựa vào những lời nói vừa rồi đã nói anh không xứng là một cảnh sát hình sự, thậm chí không xứng là một cảnh sát. Những lời này của Kiều Đông Hải đã chính thức tuyên án khâu minh cả đời này đừng hòng làm cảnh sát. Mày nói tao không xứng thì không xứng sao? Khâu Minh lúc này đã hoàn toàn trở nên điên rồ trong mắt người khác, không ngờ hắn còn dám khiêu chiến cả với Kiều Đông Hải. Khâu Minh, anh cầm miệng cho tôi. Một tiếng gầm truyền đến, Hoàng Hải đào chợt xuất hiện cục trưởng hoàng tôi khâu minh muốn giải thích nhưng quan huyện không bằng quan tỉnh nếu so sánh thì khâu minh rất sợ vị cục trưởng này chạy về bệnh viện ngay cố gắng xem lại bệnh của mình cũng tìm bác sĩ xem lại cái đầu hoàng hải đào căn bản không cho khâu minh cơ hội giải thích lão nghiêm nghị quát vâng cục trưởng hoàng tôi sẽ đi ngay khâu minh cắn răng trả lời nhưng hắn lại không đi ngay hoàng hải đào không quan tâm đến khâu minh lão vội vàng đi về phía hạ thiên và kiều đông hải lão nói với vẻ mặt xin lỗi kiều thiếu gia hạ thần y đúng là xấu hổ kiều đông hải khoát tay ngăn hoàng hải đào tiếp tục cục trưởng hoàng chú không cần xin lỗi cháu không hy vọng về sau tiếp tục xảy ra chuyện như vậy vì thế nên thanh lý những con sâu làm giàu nổi canh trong cục cảnh sát đi vẻ mặt hoàng hải đào chợt cứng đờ ngay sau đó lão gật đầu nói kiều thiếu gia nói rất đúng những con sâu này nên thanh trừ để tránh ảnh hưởng đến danh dự cảnh sát hạ thiên chúng ta đi thôi kiều đông hải rõ ràng không quan tâm đến hoàng hải đào dù ai cũng có thể thấy lúc này tâm tình của kiều thiếu gia là không tốt mà người làm cho kiều thiếu gia tức tối chính là khâu minh lúc này kể cả hoàng hải đào cũng biết khâu minh khó chạy trời khỏi nắng kiều thiếu gia hạ thần y hai cậu đi thong thả hoàng hải đào dùng ánh mắt cung kín nhìn hai người bỏ đi sau khi bóng lưng hai người biến mất thì lão mới quay đầu nhìn một khâu minh đang còn không cam lòng lão thầm thở phào một hơi khâu minh này cũng là một cảnh sát giỏi sao ngu ngốc như vậy trước kia khâu minh thầm cạnh tranh với lãnh băng băng sau đó lại hãm hại sau lưng lãnh băng băng điều này làm hoàng hải đào cảm thấy hắn có vấn đề nhưng tuyến trên có người thưởng thức khâu minh mà lãnh băng băng cũng không lợi dụng hậu trường để đối phó người này vì thế khâu minh không việc gì nhưng hôm nay khâu minh đắc tội kiều đông hải đây không phải tự tìm đường chết sao tứ thiếu gia giang hải là nhân vật dễ trêu hà người ta muốn chỉnh anh thì sẽ nói thẳng ra dù anh biết cũng không có biện pháp giống như lúc này kiều đông hải đã nói rõ ràng hắn muốn thanh trừ khâu minh ra khỏi cục cảnh sát mà chuyện này chắc chắn sẽ thành sự thật không sai thành phố giang hải không phải của kiều gia cục cảnh sát cũng không phải của kiều đông hải nhưng vấn đề là một kẻ như Khâu Minh thì không đáng để Kiều Đông Hải phải ra tay, vì vậy Khâu Minh nhất định là xong đời. Khâu Minh, cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Hoàng Hải đào thầm thở vào một hơi, thật ra Khâu Minh cũng coi là nhân tài nhưng đầu óc của hắn hình như chỉ dùng để phá án, không biết động não ở những phương diện khác. Hạ Thiên và Kiều Đông Hải cũng không tiếp tục dây dưa ở cục cảnh sát, hai người nhanh chóng quay về tòa nhà Kiều ra, mà Kiều Tiểu Kiều cũng đã sớm chờ trong phòng khách. Phòng làm việc kiêm phòng ngủ của Kiều Tiểu Kiều, ngoài Hạ Thiên sẽ không cho phép đàn ông bước vào, người có thể tiến vào chỉ là phụ nữ, dù sao nơi đó cũng có thể thấy Kiều Tiểu Kiều thay quần áo. "Đại ca, cục cảnh sát bên kia đã xác nhận không làm phiền chồng em nữa sao?" Kiều Tiểu Kiều dùng giọng lo lắng hỏi một câu. "Có người tự thú, cục cảnh sát tất nhiên sẽ không làm phiền, dù là Lâm Tử Hào cũng không thể ép tội Hạ Thiên." Kiều Đông Hải rất tự tin với vấn đề này chỉ cần hợp tình hợp lý thì Kiều Gia sẽ không sợ Lâm Gia. Cặp mày đẹp của Kiều Tiểu Kiều chợt cao lên. Lâm Tử Hào thật sự muốn ép chồng em sao? Chẳng lẽ vì chuyện đêm đó? Nếu không phải là Lâm Tử Hào thì nhị thúc sao lại không dám xen vào vụ này? Kiều Đông Hải cười nhạt một tiếng. Nếu nói chuyện đêm đó thì không đơn giản như vậy. Gần đây thành phố Giang Hải gặp phải không ít chuyện. Đầu tiên là Diệp ra gặp chuyện không may. Sau đó em bị ám sát. Cao Danh Dương bị Hạ Thiên đánh một trận. Lâm Tử Hào chợt quay về, sợ rằng sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Kiều Đông Hải ngừng lại một chút rồi nói: "Tất nhiên đêm đó Lâm Tử Hào bị Hạ Thiên cướp đi vị hôn thê trước mặt mọi người, chắc chắn đây cũng là một chất xúc tác." Anh mơ hồ sinh ra một cảm giác người muốn đối phó với Kiều gia chúng ta là Lâm Tử Hào, Hạ Thiên ra tay chỉ làm cho Lâm Tử Hào dục dịch sớm mà thôi. "Đại ca, trước nay Kiều gia và Lâm gia luôn bình yên vô sự, hai bên nào có cạnh tranh gì?" Kiều Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Có cạnh tranh hay không cũng chẳng quan trọng, Kiều ra chúng ta có sản nghiệp quá lớn, có người để ý là chuyện đương nhiên. Kiều Đông Hải lắc đầu. Trước nay luôn nghe nói Cao Gia có hậu trường ở thủ đô nhưng cũng không biết đó là ai, bây giờ anh lại cảm thấy hậu trường của Cao Gia ở thủ đô có lẽ là Lâm Gia. Tuy Lâm Gia cũng không tính là đại gia tộc ở thủ đô, nhưng đây dù sao cũng là gia tộc thủ đô, người bình thường không dám động vào, lần này lâm tử hào xuất hiện có lẽ vì muốn tạo chỗ dựa cho cao danh dương suy xét nhiều như vậy làm gì xử lý lâm tử hào là được hạ thiên lười biếng sen vào một câu kiều đông hải chợt kinh ngạc sau đó hắn cười khổ nhìn kiều tiểu kiều hắn rất muốn hỏi cô em họ chồng nàng chẳng lẽ đầu óc có vấn đề sao sao ý nghĩ của hắn lúc nào cũng điên rồ như vậy kiều tiểu kiều cũng sinh ra cảm giác bất đắc dĩ nàng hiểu rõ hạ thiên hơn so với người khác nàng biết hắn luôn ở trên núi, không hiểu rõ thế giới bên ngoài. Tuy hắn có ba sư phụ, nhưng nếu nói rõ ra thì sư phụ hắn không phải là người bình thường, những quy tắc dạy bảo cho Hạ Thiên cũng không bình thường. Trông, trước kia em đã nói với anh rồi, thế giới này có rất nhiều quy tắc, không thể dùng bạo lực giải quyết tất cả. Kiều Tiểu Kiều không khỏi dùng giọng dịu dàng khuyên nhủ. Trước đó không lâu Diệp Thiếu Hùng cũng dùng lời nói như vậy để dạy bảo Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên không cho là đúng, hắn cảm thấy bạo lực là thủ đoạn giải quyết vấn đề tốt nhất. Vợ, sư phụ nói thế giới này chỉ có một quy tắc duy nhất, hình như là mạnh được yếu thua, còn những quy tắc khác chỉ là công cụ lè mắt mà thôi. Hạ Thiên cảm thấy phải cho Kiều Tiểu Kiều biết vấn đề này. Kiều Tiểu Kiều há hốc miệng, nàng không biết nên phản bác thế nào. Với những người ở địa vị như nàng thì thấy rất rõ quy tắc mạnh được yếu thua, nhưng chân lý vẫn không biến đổi, dù xã hội phát triển thế nào thì điều này cũng không thay đổi. Hạ Thiên, cậu nói rất đúng, quả thật là mạnh được yếu thua, nhưng có nhiều kẻ mạnh cũng không dùng nắm đấm giải quyết vấn đề." Kiều Đông Hải ở bên cạnh nói. "Cậu nói những quy tắc khác chỉ là công cụ, vậy sao cậu không cần những công cụ này?" "À, tôi cảm thấy sử dụng rất phiền toái, tôi thích đơn giản một chút, xử lý là xong." Hạ Thiên thuận miệng nói. Kiều Đông Hải hết chỗ nói. "Thôi được, chồng, chúng ta không nói về vấn đề này nữa, anh nghe em." không cần phải đánh người trọng thương, dù đánh cũng phải có lý do để tạo ra đường lùi. Nếu anh đánh người không có lý do thì không còn gì để lý luận, để tránh tình cảnh bị cảnh sát chộp vào như hôm nay, như vậy được không? Kiều Tiểu Kiều ôm lấy cánh tay Hạ Thiên dùng giọng nũng nịu nói. Được rồi. Hạ Thiên có chút không tình nguyện nhưng vẫn phải đồng ý, hắn là đàn ông thương vợ, vợ hắn yêu cầu thường đồng ý. Kiều Đông Hải khẽ thở ra một hơi, trong lòng thầm cảm khái, vẫn là Kiều Tiểu Kiều có biện pháp, không hổ danh là vợ Hạ Thiên. Được rồi, Hạ Thiên, cậu đắc tội với kỷ nam sao? Kiều Đông Hải chợt nhớ đến vấn đề này, vì hôm nay sau khi Hạ Thiên bị đưa vào đồn cảnh sát thì còn có phó chủ tịch thường vụ tỉnh quan tâm rất sát. Dựa theo lý thuyết thì Kỳ Nam không có thủ oán gì với Kiều Gia, Cục Công an cũng không phải khối công tác được phân công cho Kỳ Nam, người này đáng lý không nhúng tay vào mới đúng. chương 125, gậy ông đập lưng ông. Kiều Đông Hải dự đoán không sai, Kỳ Nam là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, quả thật không nên nhúng tay vào vụ án này. Dù vụ án này liên quan đến tính mạng của một vị cảnh sát, cũng là án lớn nhưng chưa đáng để Kỳ Nam quan tâm, nhưng vấn đề là cái tên Hạ Thiên đã sớm truyền vào trong tai lão. Vì vài nguyên nhân đặc thù mà Kỳ Nam rất quan tâm đến vụ án Mạc Tử Luân và Lê San bị sát hại, lão vốn muốn vụ này được kết án cướp của giết người, đáng tiếc là Hạ Thiên nhúng tay làm vụ án nhanh chóng chuyển thành thuê sát thủ giết người, cũng làm cho lãnh băng băng quyết trí điều tra vân thanh là một nữ luật sư xinh đẹp cố chấp nàng cũng làm cho kỷ nam căm tức khi lão chú ý hành tung của vân thanh thì lại phát hiện hạ thiên điều này càng làm lão có ấn tượng sâu với hắn nhưng kỷ nam ý thức được sự uy hiếp của hạ thiên từ sự việc khác có kẻ báo cho lão biết trước khi mã nhị cương chết thì có người theo dõi một trong số đó là lãnh băng băng cục công an người còn lại là hạ thiên lúc này kỷ nam bắt đầu điều tra lai lịch hạ thiên sau đó lão phát hiện người này có quan hệ với kiều gia điều này làm lão sinh ra dự cảm bất ổn, chẳng lẽ Kiều Gia muốn đối phó mình. Trước nay Kỳ Nam không phải điển hình ngồi chờ chết, khi lão cảm thấy tình hình không đúng và chuẩn bị lập kế hoạch đối phó thì đúng lúc có một cơ hội tuyệt hảo, Hạ Thiên bị tình nghi mưu sát. Tất nhiên Kỳ Nam sẽ không buông bỏ cơ hội này, vì thế lão tự mình điện thoại cho Hoàng Hải Đào. Kỳ Nam và Hạ Thiên chưa từng gặp mặt nhưng lại vô tình trở thành kẻ địch, mà khi Hạ Thiên từ trong miệng Kiều Đông Hải biết được tin tức mình bị đưa vào cục cảnh sát, lúc này Kỳ Nam cũng là kẻ địch của Hạ Thiên. Hạ Thiên trước nay không nương tay với kẻ địch, vì vậy hắn quyết định xử lý Kỳ Nam. Tất nhiên Hạ Thiên là một đàn ông biết nghe lời vợ, nếu Kiều Tiểu Kiều không muốn hắn giết người thì hắn sẽ mượn đau giết người. Cậu muốn đối phó với Kỳ Nam sao? Khi nghe được ý nghĩ của Kỳ Nam thì Kiều Đông Hải có chút giờ khóc giờ cười, nếu nói thật lòng, nếu suy nghĩ cho Kiều ra thì hắn cảm thấy mọi người nên cách xa Hạ Thiên. Đầu tiên người này đánh cao danh Dương làm cao nhân hiền có oán hận với Kiều gia, sau đó hắn lại tiếp tục ra tay hung ác với Lâm Tử Hào, tuy điều này làm cho Kiều Đông Hải sung sướng nhưng cũng là bất lợi với Kiều gia. Bây giờ Hạ Thiên còn đòi đối Phó Kỳ Nam, người này đúng là gây thù cho Kiều gia ở khắp nơi. Kiều Đông Hải không khỏi dùng ánh mắt yêu cầu hỗ trợ nhìn Kiều Tiểu Kiều, hắn hy vọng nàng có thể thuyết phục Hạ Thiên thay đổi ý kiến. Nhưng điều làm Kiều Đông Hải khó hiểu chính là Kiều Tiểu Kiều mở miệng nói một câu chồng, anh tính đối phó với kỷ nam thế nào? Rõ ràng Kiều Tiểu Kiều hiểu rất rõ Hạ Thiên, nàng biết một khi hắn đã quyết định thì rất khó thay đổi, nàng biết hắn là người không chịu làm kẻ bị hại, nếu kỷ nam cắn lén thì hắn phải đánh cho gãy răng. Trước đó anh nghĩ rằng đêm đến tìm đến nhà xử lý, nhưng em không thích, vì vậy anh quyết định đổi biện pháp, chơi trò gậy ông đập lưng ông. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Kiều Đông Hải nghe nửa câu đầu mà cảm thấy căng thẳng nhưng hắn nghe được nửa câu sau thì khẽ thở ra nhưng hắn cũng có chút mơ hồ hạ thiên gậy ông đập lưng ông là sao à ông ta không phải muốn cho tôi vào ngục sao tôi sẽ cho ông ta vào ngục hạ thiên giải thích kiều đông hải hiểu rõ ý nghĩ của hạ thiên nhưng vẫn chưa hiểu phương pháp vậy cậu làm sao để nhốt ông ta vào tù kiều đông hải nghĩ đến câu nói trước đó của hạ thiên mà cảm thấy lo lắng hạ thiên có thể chạy đến nhà đối phương vào lúc nửa đêm sau đó chụp lấy kỷ nam ném vào nhà lao sao? Đơn giản thôi, tìm căn cứ phạm tội chính xác của ông ta, sau đó để cảnh sát tỉ tỉ bắt ông ta lại. Hạ Thiên đã có ý nghĩ, hắn đã nghe được đoạn đối thoại của Lãnh Băng Băng và Vân Thanh trong bệnh viện, hắn cũng đoán được cái chết của Mạc Tử Luân và Lê San có liên quan đến Kỷ Nam. Nhưng lúc này chưa tìm ra chứng cứ, đợi đến khi tìm ra được thì Kỷ Nam sẽ vào tù. Kiều Đông Hải cuối cùng cũng yên lòng, Kiều Tiểu Kiều cũng có cảm giác an ủi chồng nàng bắt đầu dùng biện pháp có suy nghĩ để đối phó với kẻ địch, đây là công của nàng. Vân Thanh đi ra khỏi cổng bệnh viện mà cảm thấy mình như đang ở trong mơ. Nàng dù nghĩ thế nào cũng không ngờ mình chỉ ở lại trong bệnh viện một buổi tối thì xương tay đã liền. Nàng còn nhớ rõ ánh mắt như thấy quái vật của bác sĩ, mà Lý Bình thì nói đây là công của Hạ Thiên, vì Hạ Thiên là trung y cao minh. Vân Thanh quay đầu nhìn Lý Bình và hai cảnh cảnh sát khác lẽo đẽo theo sau, nàng khẽ cao mày lý bình em không sao các anh không cần bảo vệ luật sư vân đây là yêu cầu của đàn ông bọn anh phải bảo vệ an toàn cho em nếu không có lệnh của đội trưởng thì bọn anh cũng không dám bỏ đi lý bình có chút bất đắc dĩ vậy anh nói với đội trưởng lãnh em có quyền từ chối sự bảo vệ của các anh vân thanh không muốn mình luôn có cảnh sát theo sau điều này lý bình cảm thấy rất khó khăn luật sư vân em chờ chút anh gọi điện thoại cho đội trưởng lý bình bấm số của lãnh băng băng hắn báo cáo tình huống bên này lãnh băng băng trầm mặc một lúc sau đó nàng nói vậy thì rút quân nhưng đội trưởng bây giờ luật sư vân còn rất nguy hiểm những người kia sợ rằng sẽ không bỏ qua lý bình có chút lo lắng lý bình bảo vệ luật sư vân là biện pháp nhất thời chúng ta không bảo vệ cô ấy được cả đời giọng nói của lãnh băng băng có chút lạnh lùng nếu cô ấy không muốn hợp tác thì chúng ta cũng chẳng còn biện pháp trong đội còn nhiều án, cũng không thể bắt các anh đi theo cô ấy. Lý Bình biết lãnh băng băng nói thật, vì vậy hắn đành phải gật đầu. Vậy thì được, đội trưởng, chúng tôi sẽ rút. Lý Bình cúp điện thoại rồi nhìn người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành trước mặt, tâm tình của hắn có chút không xong. Hắn không biết rốt cuộc Vân Thanh có ý gì, nhưng hắn mơ hồ sinh ra dự cảm, nàng sẽ gặp phải chuyện không may. Ủa? Lý Bình đột nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đi tới, hắn không khỏi hô lên mừng rõ. Người kia mặc áo sơ mi, quần jean, giày thể thao, vẻ mặt cười hì hì, không phải là Hạ Thiên sao? Hạ Thiên, đây này. Lý Bình ngoắc tay. Hạ Thiên thật sự đi đến, hắn không quan tâm Lý Bình mà nở nụ cười sáng lạn với Vân Thanh. Chị Vân Thanh, chị xuất viện rồi à? Tôi còn định đến bệnh viện tìm chị. Khi thấy Hạ Thiên thì Vân Thanh cũng rất kinh ngạc. Hạ Thiên sinh, sao cậu lại đến đây? chị vân thanh đã chưa rồi tôi định mời chị dùng cơm hạ thiên dùng ánh mắt càn dỡ quét qua những đường cong trên người vân thanh vân thanh khẽ nhíu mày thật xin lỗi hạ Thiên sinh tôi còn có việc chỉ sợ không thể đi dùng cơm với cậu không sao dù chị có chuyện gì thì cũng phải dùng cơm sau khi chị làm xong thì chúng ta cùng ăn hạ thiên ra vẻ quyết tâm mời vân thanh dùng cơm luật sư vân hạ thiên nói không sai dù có chuyện gì thì cũng phải ăn cơm lý bình ở bên cạnh cũng chêm vào vân thanh liếc mắt nhìn lý bình trong lòng có chút buồn bực lý bình không phải còn chưa hết hy vọng với mình sao sao lại giống như cố ý gán mình với hạ thiên thế này vân thanh khẽ suy nghĩ cuối cùng nàng gật đầu được rồi chúng ta đi ăn cơm trước trên mặt lý bình lộ ra nụ cười vui mừng tốt lắm hạ thiên luật sư vân các người đi dùng cơm tôi còn phải về cục cảnh sát, sẽ không đi cùng hai người, tạm biệt. Lý Bình nói xong thì dắt hai cảnh sát thủ hạ vội vàng bỏ đi, bộ dạng rất dứt khoát. Hắn và Vân Thanh là bạn bè, hắn đã cố gắng hết sức vì nàng, nếu nàng và Hạ Thiên ở cùng nhau thì sẽ an toàn hơn. Hạ Thiên sinh, chúng ta dùng cơm ở đâu? Vân Thanh cười nhạt một tiếng, tuy trong lòng có bài xích Hạ Thiên nhưng vẫn khách khí. Điều này, Hạ Thiên gãi đầu, hắn thật sự không nghĩ đến vấn đề này, Hắn chưa quen thành phố Giang Hải, trước nay chỉ ăn cơm ở vài địa điểm. Trước tiên là quán ăn sinh viên ở đại học Giang Hải, sau đó cùng Liễu Vân Mạn đi ăn ở nhà hàng Tây, cuối cùng là quán ăn Hương Mãn lâu chuyên các món tứ xuyên. Nếu Hạ Tiên Sinh không ngại thì chúng ta ở đây tùy tiện kiếm quán nào đó ăn cũng được. Vân Thanh chỉ tay về phía một quán mì đơn sơ phía trước. Được rồi. Hạ Tiên cũng không có ý kiến, nếu so sánh thì quán mì kia tốt hơn thức ăn nhanh hôm qua dùng chung với cảnh sát tỷ tỷ tiếng đàn dương cầm chợt vang lên là bản vận mệnh của beethoven vân thanh lấy điện thoại ra nàng thấy số điện thoại bên trên thì chợt vui mừng đào tiên sinh là anh sao tôi vẫn luôn gọi điện thoại cho anh mà không được sao anh tắt máy vân thanh khẽ nói bộ dạng có chút vội vàng luật sư vân thật xin lỗi tôi biết chị gặp tai nạn xe tôi biết sự việc rất phiền toái bây giờ tôi phải rời khỏi giang hải tôi đang ở sân bay bên kia vang lên một âm thanh khàn khàn. Tôi chỉ là thám tử tư nên không thể chọc vào bọn họ, nhưng cô đã giúp tôi, vì vậy có chuyện tôi muốn nói cho cô biết. Chuyện gì? Vân Thanh vội vàng hỏi. Tôi thấy con gái mã đình của mã nhị cương, cô ấy vừa đi ra sân bay trên một chiếc taxi biển số AX4302. Tôi nhìn cách cô ấp ăn mặc thì nghĩ rằng không muốn người khác phát hiện, có lẽ là lén ra sân bay. Đây là tin tức cuối cùng tôi nói cho cô, hy vọng sẽ hữu dụng. Nói xong lời này thì người đàn ông bên kia cúp điện thoại. Vân Thanh thử gọi lại, bên kia đã tắt máy. "Thật xin lỗi, Hạ tiên sinh, tôi không thể dùng cơm với cậu." Vân Thanh nói xong những lời này thì chạy ra đường bắt một chiếc taxi. "Lái xe, đi sân bay." Đến khi taxi chạy đi thì Vân Thanh lập tức cầm lấy điện thoại. "Tôi là Vân Thanh, giúp tôi kiểm tra một chiếc taxi biển số AX4302, tôi cần biết vị trí chiếc xe." Vân Thanh cúp điện thoại mà hít vào một hơi thật sâu, sau đó nàng ngửa người ra phía sau để thân thể thư giãn. Đúng lúc này nàng chợt trợn trừng mắt giống như gặp quỷ, nàng thấy Hạ Thiên tử trong kính chiếu hậu. Chương 126, khách mời thám tử tư. Vân Thanh đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng tức giận nói: "Cậu lên xe khi nào?" "Người đẹp, cậu ta tiến lên cùng lúc với chị." Tài xế trả lời. Hạ Thiên gật đầu. "Chị Vân Thanh, đại ca tài xế nói không sai tôi cùng lên xe với chị hạ tiên sinh bây giờ tôi có chuyện quan trọng cần làm tôi hy vọng anh không nên đi theo vân thanh cảm thấy mình cần phải nói rõ ràng chị vân thanh tôi cũng có chuyện quan trọng cần làm chúng ta vừa lúc cùng đường sẽ cùng đi tôi sẽ cùng trả phí taxi hạ thiên cười hì hì nói vân thanh có chút tức giận người này sao cứ vô lại như vậy cậu có chuyện gì quan trọng vân thanh dùng giọng không vui hỏi nàng không thích những người đàn ông quấn lấy mình tôi muốn đi gặp mã đình cậu vẻ mặt vân thanh chợt biến đổi lớn nàng khẽ nói vẻ mặt khó thể tin cậu biết cái tên này từ đâu hạ thiên cười hì hì tất nhiên là từ miệng vị đào tiên sinh ở sân bay rốt cuộc cậu muốn làm gì vân thanh hạ giọng còn nhỏ hơn vừa rồi nhỏ đến mức ngay cả vị tài xế cũng không thể nghe rõ hạ thiên hơi nghiêng người hắn ghé miệng bên tai vân thanh rồi nhanh chóng nói chị vân thanh tôi muốn cho tên kỷ nam kia vào tù nhưng tôi cũng không biết nhiều về lão vì vậy tôi mới đến tìm chị cậu cậu cũng biết kỷ nam sao vân thanh càng thêm khiếp sợ cái tên này nàng đã nói qua với lãnh băng băng chẳng lẽ lãnh băng băng nói cho hạ thiên người đẹp có muốn tống hắn xuống xe không lái xe đột nhiên nói một câu phía trước có chỗ dừng xe vân thanh dùng ánh mắt phức tạp nhìn hạ thiên sau đó nàng quay đầu điều chỉnh thế ngồi cho ngay ngắn rồi thản nhiên nói bác tài không cần anh cứ lái xe cố gắng nhanh hơn một chút dù trong lòng vân thanh vẫn còn rất nhiều nghi hoặc nhưng bên cạnh còn có tài xế có một số việc không thích hợp để hỏi nàng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại vân thanh lại nhận được một cuộc điện thoại sau khi cúp điện thoại thì nàng chỉ đạo lái xe bác tài xấu hổ quá không đi sân bay đưa chúng tôi đến khách sạn diễm dương trên đường đông sơn không có vấn đề lái xe lên tiếng ngay sau đó lại hỏi thế nào vợ chồng son cãi nhau hà không cãi nhau chẳng qua chị vân thanh có chút hiểu lầm với tôi hạ thiên cười hì hì nói một câu lái xe cười ha hả anh bạn bạn gái xinh đẹp thế này phải giám sát chặt một chút nếu không người ta sẽ cướp mất đại ca tài xế nói không sai tôi sẽ giám sát chị vân thanh thật chặt hạ thiên trả lời vân thanh không nhịn được phải nói bác tài tôi không phải bạn gái của cậu tao ha ha người anh em cậu cần phải cố gắng nhiều hơn bạn gái còn chưa hết giận lái xe cười ha hả nói đợi lát nữa đến khách sạn nên ai ủi cô ấy cho tốt đừng làm cô ấy chạy mất vân thanh nghe thấy như vậy thì hiểu rõ mình trước đó muốn đến sân bay mà bây giờ lại đổi thành khách sạn làm cho người ta tưởng rằng nàng tức giận muốn đi, bây giờ hết giận lại cùng bạn trai mướn phòng vui vẻ. Vân Thanh sinh ra xúc động muốn mắng người nhưng nghĩ rằng chuyện mình làm rất quan trọng, hơn nữa cũng không cần phải so đo với tài xế taxi, nếu đối phương đã hiểu lầm thì cứ để cho hiểu lầm, dù sao cũng không phải người quen. 10 phút sau Hạ Thiên và Vân Thanh đến khách sạn Diễm Dương, Vân Thanh lại không tiến vào khách sạn mà đi vào một tiệm mì đối diện sau khi ngồi xe taxi được một lúc thì hai người lại vào quán mì. Trước tiên chúng ta ăn chút gì cái đã, có lẽ cô ấy phải một lúc nữa mới tới. Vân Thanh nói với Hạ Thiên, người nàng nhắc đến tất nhiên là cô gái Mã Đình. Sân bay cách nơi đây hơn nửa giờ xe, Mã Đình còn phải mất 10 phút nửa mới đến, nếu gặp phải kẹt xe thì còn lâu hơn. Chị Vân Thanh, sao chị biết cô gái đó sẽ đến đây? Hạ Thiên có chút hiếu kỳ. Tôi tự có biện pháp. Vân Thanh khẽ nói một câu, ngay sau đó hô một tiếng. Ông chủ, cho một tô mì. Tôi cũng vậy. Hạ Thiên tiếp một câu. Được, hai tô mì, tới ngay. Ông chủ quán mì lên tiếng. Vài phút sau thì mì đã được đưa đến, sau đó một người ăn như sói như hổ mà một người còn lại thì ngồi nhìn. Người ngồi nhìn chính là Tiểu Vũ, lần đầu tiên hắn thấy một người đẹp ăn uống khoa trương như vậy. Tôn hình hình thì nhai nuốt từ tốn, hơn nữa ăn rất ít. Kiều Tiểu Kiều cũng là như vậy, dù là hôm qua Hạ Thiên cùng ăn tối với cảnh sát tỷ tỷ thì biểu hiện của nàng cũng rất yêu nhã, nhưng Vân Thanh trước mắt thì không có chút phong phạm thục nữ. Chị Vân Thanh nhất định là quá đói. Hạ Thiên cũng chỉ nói như vậy với mình, mà hai phút sau Vân Thanh đã tiêu diệt chén mì sạch sẽ, ngay cả nước cũng không còn. Hạ Thiên vì nhìn Vân Thanh ăn mì nên còn chưa động đúa. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng dùng khăn tay lau miệng điềm nhiên như không, Cuối cùng lại nhìn về phía cổng khách sạn Diễm Dương. Hạ Thiên lúc này mới bắt đầu ăn mì, sau đó hắn mới phát hiện mình không thích ăn món này. Vì vậy mà một Hạ Thiên bình thường ăn như sói như hổ lại nhai nuốt từ tốn, 10 phút sau chén mì vẫn còn hơn phân nửa. Ông chủ quán mì ở bên cạnh không khỏi nói thầm một câu, cặp đôi này đúng là tương phản lớn. "Chị Vân Thanh, xe taxi đến rồi kìa." Hạ Thiên đột nhiên nhắc nhở. "Đâu?" Vân Thanh vội hỏi là chiếc xe đó. Hạ Thiên chỉ chỉ, có một cô gái vừa xuống xe, mặc váy vàng, đeo kính dâm, tóc rất dài. Chính là cô ấy. Vân Thanh cuối cùng cũng nhìn thấy, nàng vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. Cậu tính tiền. Hạ Thiên cũng không gấp, hắn thanh toán tiền rồi chạy ra tiệm mì, ngay sau đó đã đến bên cạnh Vân Thanh. Lúc này Vân Thanh cũng không chạy đến chào hỏi Mã Đình, khi thấy đối phương vào khách sạn thì nàng cũng đi theo. Mã Đình nhanh chóng đặt phòng, vào thang máy, lúc này Vân Thanh cũng đi vào. Có thể nói Mã Đình đề phòng quá mạnh, nàng đưa lưng về phía Hạ Thiên và Vân Thanh, cố gắng duy trì khoảng cách với hai người này, mà trên mặt là cặp kính dâm lớn, rõ ràng không muốn người khác nhận ra. Nhưng nàng dù sao cũng không phải dân hóa trang chuyên nghiệp, vì vậy đã bị vị thám tử họ đào phát hiện ở sân bay. Thang máy dừng lại ở lầu 6, Mã Đình cầm thẻ đi về phía gian phòng của mình, Nàng nhìn chung quanh một lúc rồi mới mở cửa. "Cậu ở đây xem xét, tôi đi xuống đặt phòng." Vân Thanh khẽ nói một câu với Hạ Thiên. Hạ Thiên có chút kỳ quái. "Đặt phòng làm gì? Nếu chúng ta cứ đứng ở đây thì người ta sẽ cho là trộm." Vân Thanh tức giận nói. Vân Thanh đi xuống lầu, vì là giữa trưa nên đại đa số mọi người đều trả phòng, phòng còn lại rất nhiều. Vân Thanh nhanh chóng đặt phòng 604 đối diện với Mã Đình sau đó nàng mở cửa phòng hơi hẽ cứ như vậy mà ở đó nhìn sang phòng bên kia khi thấy bộ dạng chăm chú của vân thanh thì hạ thiên có chút khó hiểu nàng thật sự là luật sư sao sao thấy giống thám tử tư như vậy nhưng sau đó ánh mắt hạ thiên lại rơi lên cặp mông khủng bố và tròn căng của vân thanh nàng ngồi trên ghế nhưng nghiêng người về phía trước nhìn qua khe hở làm co cặp mông vươn lên ngạo nghễ như nứt cả vải tất nhiên sẽ rất mê người vì vậy khoảng thời gian tiếp theo vân thanh nhìn chằm chằm vào gian phòng đối diện mà hạ thiên thì nhìn chằm chằm vào mông nàng nếu có người thứ ba ở đây thì cảm thấy tình cảnh quá quỷ dị vân thanh nhìn chăm chú cả giờ nhưng không có chút thu hoạch gian phòng đối diện không chút động tính hạ thiên thì mở rộng tầm mắt cho lòng bùng lên lửa nóng bộ vị nào đó trên người cũng có cảm giác dục dịch chị vân thanh hay để tôi nhìn cho hạ thiên cảm thấy không nên xem thêm người đẹp này chưa phải là vợ hắn chỉ có thể xem mà không được sờ, nếu cứ tiếp tục sẽ có vấn đề lớn. Đừng nói. Vân Thanh đột nhiên quát lên một tiếng, thì ra lúc này có động tính, một người đàn ông còn rất trẻ đeo mắt kiếm ngừng lại trước gian phòng 602. Chiết tiệt, là Kỳ Minh, hắn tìm được Mã Đình. Vẻ mặt Vân Thanh chợt biến đổi lớn. Hạ Thiên hỏi một câu. Kỳ Minh là ai? Là con của Kỳ Nam. Trên mặt Vân Thanh lộ ra sự căm giận, nàng cắn răng còn tệ hơn cả xúc sinh kỳ nam khi vân thanh nói chuyện thì kỳ minh đã đưa tay gõ cửa đinh đinh anh là tiểu minh đây anh biết em ở bên trong mở cửa cho anh không tốt làm sao bây giờ mã đình chắc chắn biết rõ điều gì đó không thể để kỳ minh bắt cô ấy đi được vân thanh cực kỳ lo lắng nhưng nàng không có biện pháp nào khác chị vân thanh như vậy tôi đuổi tên kỳ minh kia đi là được hạ thiên thuận miệng nói cậu Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, nàng cảm thấy nghi ngờ. Cậu được sao? Đinh đinh. Kỷ Minh lại gõ cửa, giọng nói đã có chút lo lắng. Đinh đinh, em làm sao vậy? Mở cửa ngay, bệnh tim của em lại tái phát sao? Lên tiếng đi, không anh sẽ đẩy cửa. Tên khốn này. Vân Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó lại quay sang Hạ Thiên. Cậu đi đi, dùng biện pháp gì cũng được, tóm lại không thể cho Kỷ Minh mang Mã Đình đi là được. Đến lúc này Vân Thanh cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể ký thác vào Hạ Thiên, nếu là nàng ra mặt thì sẽ không hiệu quả. Gian phòng 602 vẫn đóng chặt, khóe miệng Kỳ Minh lộ ra một nụ cười lạnh, hắn lui về phía sau hai bước, lại nhấc chân lên chuẩn bị đá cửa. "Này, mày làm gì vậy?" Một âm thanh bất mãn chợt vang lên phía sau, Kỳ Minh đồng thời cảm giác có người giật tay mình, hắn vừa tung chân đá nên không thể đứng vững, chuẩn bị ngã lăn xuống đất. Kỳ Minh nhanh chóng thu chân, sau đó hắn chống một tay xuống đất, cuối cùng mới ổn định được thân thể để không té lên mặt đất. Nhưng tình cảnh vừa rồi làm hắn giận tím mặt, hắn đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào một tên thanh niên rồi hét lớn. Con bà mày, không muốn sống nữa à? chương 127, cảnh sát tỷ tỷ, em nhớ chị. Con bà mày, không muốn sống nữa à? Mày đạp cửa phòng vợ tao làm gì? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Kỳ Minh, trong lòng có chút khó hiểu, Người này rõ ràng là lưu manh, dựa theo lời của chị Vân Thanh thì người này căn bản là xúc sinh, vì sao hết lần này đến lần khác lại giả vờ nhã nhặn, còn đeo kính trắng làm gì? Chẳng lẽ đây được gọi là lòng người giả thú? Vợ của mày sao? Kỳ Minh giận quá hóa cười. Mày có bị bệnh không? Mày biết ai ở bên trong không? Mày mới bệnh, vợ tao ở bên trong, tất nhiên tao biết rõ. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Kỳ Minh. Kỳ Minh đẩy kính dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Tốt, mày nói vợ bên trong, tao hỏi mày, vợ mày tên gì? Ngu như heo, vợ tao là Mã Đình, đầu mày có vấn đề à? Sao lại hỏi tao như vậy? Vẻ mặt Hạ Thiên cực kỳ hèn mọn. Kỳ Minh chợt ngẩn ngơ, vì vậy lúc này hắn không khỏi hoài nghi, tiểu tử này thật sự là bạn trai của Mã Đình sao? Đúng lúc này cửa phòng 602 chợt mở ra, một cô gái tóc xỏa tung, hai mắt mê man xuất hiện nơi cửa nàng liếc mắt nhìn hạ thiên có chút mất hứng chồng nói anh đi mua đồ sao đi lâu vậy em chờ anh mà ngủ quên mất cô gái quay đầu nhìn kỷ minh rồi chợt ngẩn ngơ anh tiểu minh anh đến đây lúc nào em còn chuẩn bị điện thoại nói anh đến tối rồi đến đinh đình thì ra em đang ngủ kỷ minh chợt ngây người điều này à hắn thật sự là bạn trai của em sao anh tiểu minh bạn trai còn có thể giả vờ sao trong lời nói của mã đình mang theo chút hờn rỗi ánh mắt lập tức buồn bã ba ba xảy ra chuyện chồng em lo lắng cho em anh ấy đi cùng em vợ đừng quan tâm đến nó thằng này có bệnh chúng ta vào trước đi hạ thiên ra vẻ rất mất hứng hắn kéo mã đình đi vào phòng đinh đình không giới thiệu bạn trai cho anh sao trong mắt kỳ minh lóe lên cái nhìn tức giận nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười anh tiểu minh anh ấy là phương trí hiên cũng là sinh viên đại học thuộc đô à xấu hổ quá anh ấy tính tình không được tốt lắm nếu không có gì em sẽ điện thoại lại cho anh sau mã đình có chút ngượng ngùng cũng được anh cũng không quấy dày các em kỳ minh cười nhạt một tiếng để ý đến nó làm gì hạ thiên dùng tay kéo mã đình đi vào cửa một tiếng ẩm vang lên cửa phòng đóng lại mã đình khóa cửa lại thì thân thể giống như khó thể gắng ngược nàng ngồi bệt xuống đất vẻ mặt trở nên trắng nhợt. Hạ Thiên nhìn Mã Đình mà có chút buồn bực, hắn chỉ muốn lấy cớ đuổi Kỳ Minh đi mà thôi, nào biết Mã Đình này thật sự nhận mình là bạn trai. Mã Đình này còn không đẹp bằng Triệu Thanh Thanh, giá người thua kém chị Vân Thanh ở phòng đối diện, như vậy sao đủ tiêu chuẩn làm vợ hắn. Càng làm Hạ Thiên cảm thấy buồn bực chính là Mã Đình còn gọi hắn là Phương Trí Hiên, sửa lại tên của hắn, hắn cảm thấy cái tên này rất khó nghe, không uy phong bằng cái tên Hạ Thiên. Anh là ai? vẻ mặt mã đình cuối cùng cũng có chút huyết sắc nàng nhìn chằm chằm vào hạ thiên vẻ mặt tràn đầy vẻ đề phòng tôi là hạ thiên hạ thiên trả lời một câu mà hứng thú giả rời sao anh lại giả làm bạn trai của tôi mã đình lại hỏi tôi nào có giải mạo tôi chỉ muốn đuổi kỷ minh kia đi mà thôi hạ thiên cảm thấy mình rất vô tội đột nhiên tiếng đập cửa vang lên đồng thời còn có một âm thanh trầm thấp hạ thiên là chị mở cửa ngay mã đình trượt căng thẳng nàng nhìn hạ thiên là ai mở cửa đi là chị vân thanh hạ thiên trả lời vẻ mặt mã đình trượt biến đổi vân thanh sao là bạn của lê san là luật sư kia sao em biết là tốt rồi mở cửa nhanh lên hạ thiên cũng không ngờ mã đình lại biết vân thanh như vậy cũng tốt đỡ phải mất công giải thích mã đình mở cửa không chút do dự sau đó vân thanh tiến vào nói đi sao các người tìm được tôi có mục đích gì mã đình lại đóng cửa phòng nàng mở miệng hỏi vân thanh cười nhạt một tiếng kỹ thuật hóa trang của cô cũng không cao vì vậy mà rất nhiều người nhận ra cũng may mà chúng tôi đến đây trước kỷ minh mã đình tôi cũng không nói nhiều tôi hỏi cô cô che giấu hành tung để đến đây không phải là trả thù cho cha đấy chứ tôi muốn xem chứng minh của cô mã đình nhìn chằm chằm vào vân thanh nàng chợt hỏi một câu không có gì Vân Thanh đáp ứng cực kỳ sảng khoái, ngay sau đó nàng đưa giấy chứng minh cho Mã Đình. Mã Đình xem rất cẩn thận, sau đó nàng trả lại cho Vân Thanh. Nói như vậy chỉ thật sự là cô luật sư bạn của Lê San sao? Đúng vậy. Vân Thanh nhìn Mã Đình. Theo điều tra của tôi thì nhà cô có quan hệ rất tốt với Kỳ gia, lúc này cha cô lại gặp phải chuyện không may, cô từ bên ngoài chạy đến Giang Hải cũng không có gì là lạ, nhưng cô lại không muốn cho Kỳ gia biết, điều này rõ ràng là không bình thường. Mã Đình, tôi hỏi cô, cô có phải cũng cho rằng cha cô chết trong tay Kỳ Nam? Còn nữa, cha cô có phải đã để lại cho cô một thứ gì đó không? Bây giờ tôi không nói cho cô biết những vấn đề này, tôi cần tìm một người. Mã Đình trầm mặc một lúc lâu, sau đó mở miệng nói. Cô muốn tìm ai? Vân Thanh không khỏi hỏi. Đội trưởng lãnh băng băng đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố Giang Hải. Mã Đình trần trừ một chút, cuối cùng cũng nói. Vân Thanh chợt sướng sờ. Cô muốn tìm đội trưởng lãnh sao? Hạ Thiên cũng có chút kỳ quái. Em tìm cảnh sát tỷ tỷ làm gì? Mọi người đều biết chị lãnh băng băng sao? Trong mắt Mã Đình lóe lên cái nhìn vui sướng. Cảnh sát tỷ tỷ là vợ tương lai của anh, tất nhiên anh biết. Hạ Thiên nói. Vân Thanh cũng gật đầu. Mã Đình, chúng tôi có thể đưa cô đến cục công an. Không, tôi không đi đến cục công an. Mã Đình kiên quyết lắc đầu tôi phải lén gặp chị lãnh băng băng vậy anh sẽ điện thoại cho cảnh sát tỷ tỷ hạ thiên sung phong nhận việc để chị ấy đến đây là được mã đình lại lắc đầu không được kỳ minh có lẽ đang quan sát ở gần đây nếu lãnh băng băng đến đây thì hắn sẽ biết tôi phải giấu kỷ minh mã đình dừng lại một chút rồi nói thêm tôi biết rõ nhà chị lãnh băng băng cách đây không xa đáng lý ra tôi sẽ đợi đến tối mới lén đến tìm chị ấy nhưng không ngờ hai người lại tới mà kỷ minh cũng biết chỗ này vì vậy bây giờ tôi cũng chỉ biết tìm biện pháp khác mà thôi hạ thiên không khỏi ngáp một cái sợ này sợ nọ đúng là quá mệt mỏi như vậy em sẽ cùng hạ thiên đi dạo phố sau đó hạ thiên điện thoại cho đội trưởng lãnh mọi người hẹn gặp nhau ở đâu đó là được mà kỷ minh cũng sẽ không biết vân thanh nghĩ ra một ý kiến được rồi cứ như vậy mã đình cuối cùng cũng gật đầu hạ thiên có chút không tình nguyện hắn cùng đi dạo phố với mã đình điều này làm hắn mất mặt nhưng khi nghĩ rằng một chút nữa sẽ được gặp cảnh sát tỷ tỷ thì, thì, thì hắn cũng đồng ý mã đình cũng thu dọn vài thứ ngay sau đó đi theo hạ thiên ra ngoài vân thanh tất nhiên không đi cùng kỷ minh biết nàng nếu hắn phát hiện nàng cùng đi với mã đình thì sợ rằng sẽ lập tức ra tay nhớ kỹ bây giờ anh là phương trí hiên mà phương trí hiên là bạn trai của em nếu kỷ minh có cho người điều tra ở đại học Thục đô thì cũng không có vấn đề gì Mã Đình nói với Hạ Thiên trong thang máy: "Em có bạn trai rồi sao?" Hạ Thiên lập tức vui sướng. "Như vậy anh sẽ không cần làm chồng em nữa rồi." Mã Đình nhìn đối phương vui sướng mà buồn bực, làm bạn trai của nàng thì gớm ghiếc vậy sao? Thang máy dừng lại ở lầu 1, hai người đi ra thang máy, vẻ mặt Mã Đình vẫn không khỏi biến đổi, vì lúc này nàng nhìn thấy Kỳ Minh đang ngồi trong hành lang khách sạn. "Đinh đinh, các em ra ngoài đi dạo sao?" Kỳ Minh đứng dậy chào đón đúng vậy anh tiểu minh em tâm tình không tốt chí hiên giúp em đi dạo giải sầu mã đình khẽ nói kỳ minh gật đầu như vậy cũng tốt em phải đi dạo cho thoải mái à anh tiểu minh chúng em đi trước mã đình nói ờ đi thôi kỳ minh ra vẻ ôn hòa đúng rồi anh đã đặt một bàn ở bách vị hiên tối nay chúng ta cùng dùng cơm vẻ mặt mã đình chợt cứng đờ ngay sau đó lại khôi phục lại bình thường Tốt, anh Tiểu Minh, đến tối em sẽ điện thoại cho anh. Hạ Thiên và Mã Đình bắt một chiếc xe đi đến khu vực mua sắm, sau đó Hạ Thiên gọi điện thoại cho Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, chỉ có nhớ tôi không? Hạ Thiên mở miệng là nói một câu như vậy, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng tút tút, Lãnh Băng Băng trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Thiên tiếp tục gọi lại, Lãnh Băng Băng nhận điện thoại rồi giống lên. Cậu làm gì vậy, tôi đang rất bận. Cảnh sát tỷ tỷ, em nhớ chị Hạ Thiên cười hì hì nói, sau đó hắn lại nghe thấy tiếng tút tút, Lãnh Băng Băng lại cúp điện thoại. Hạ Thiên tiếp tục gọi lại, một lúc lâu sau chợt vang lên một giọng nữ ngọt ngào, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng. Hạ Thiên rất kiên nhẫn, hắn tiếp tục gọi lại, sau đó hắn cũng không biết mình gọi đến lần thứ mấy, cuối cùng Lãnh Băng Băng mở máy và nhận điện thoại. Này, cậu có để tôi yên không? Lãnh Băng Băng quát lên trong điện thoại cảnh sát tỷ tỷ, tôi đang cùng đi với con gái của Mã Nhị Cương, cô ấy nói muốn gặp chị. Hạ Thiên vội vàng nói, hắn sợ lãnh băng băng lại cúp điện thoại. Cái gì? Một lúc lâu sau lãnh băng băng mới kịp phản ứng. Con gái của Mã Nhị Cương, muốn gặp tôi sao? Đúng vậy, cảnh sát tỷ tỷ, chúng tôi đang ở khu mua sắm, chị đến nhanh lên. Hạ Thiên nói đến đây thì nhịn không được phải nói một câu. Em nhớ chị, cậu. Lãnh Băng Băng thiếu chút nữa đã cúp điện thoại. Cậu không gạt tôi đấy chứ? Con gái của Mã Nhị Cương thật sự đang ở Giang Hải sao? Cảnh sát tỷ tỷ, nếu tôi gạt chị thì sau này con của chúng ta sẽ không tìm được vợ. Hạ Thiên còn chưa nói xong thì điện thoại đã vang lên những tiếng tút tút, Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không nhịn được phải cúp điện thoại. Lãnh Băng Băng đồng ý rồi sao? Mã Đình cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi một câu, nàng nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt nghi ngờ. Hạ Thiên còn chưa kịp trả lời thì bên tai đã vang lên một âm thanh tức giận. Hạ Thiên, cậu lại gạt tôn hình hình để hẹn hò với cô gái khác rồi sao? Audio điện tử võ tấn bền chương 128, tôi biết khẩu vị của cô rất tốt. Hạ Thiên quay đầu lại nhìn, hắn chừng mắt nhìn đối phương. Sao lại là anh? Người kia chính vận động viên bóng rổ tương lai sáng lạn Trần Trí Cương, cũng không phải người này có phải suốt ngày đi vào khu vực mua sắm hay không nhưng hạ thiên đến đây ba lần thì đã gặp mặt đối phương hai lượt tỷ lệ không cao như vậy chứ trí cương người kia là ai mà hinh hình là ai một giọng nói quyến rũ vang lên lời nói này phát ra từ miệng một người đẹp quyến rũ đi bên cạnh trần trí cương tuy gương mặt người này cũng bình thường nhưng dáng người chắc chắn đã trải qua trăm cưỡi ngàn ép cực kỳ lồi lõm toàn thân bùng ra một khí tức dụ dỗ phạm tội Trần Trí Cương nghe âm thanh này mới cảm thấy mình vì kích động mà quên mất ở bên cạnh còn có người đẹp. Tuy Trần Trí Cương rất bết bát ở tình trường, trước đó còn bị Hạ Thiên sỉ nhục trước mặt mọi người nhưng sự nghiệp lại tiến một bước dài, đã ký hợp đồng với câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp của thành phố Giang Hải, chính thức trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, sau đó lại tán được một thành viên của đội cổ vũ bóng rổ tên là Giai Giai. Chiều nay câu lạc bộ được nghỉ, vì vậy hắn đưa cô nàng đi dạo, hắn mang theo tâm tình khoe khoang đến khu mua sắm, vì hắn sẽ dễ gặp được người quen ở đây. Tất nhiên Trần Trí Cương không ngờ người quen đầu tiên gặp mặt chính là Hạ Thiên, càng làm hắn khó thể ngờ là đối phương cũng mang theo một người đẹp đi dạo phố, hơn nữa cô gái này lại không phải là Tôn Hinh Hinh. Trần Trí Cương muốn theo đuổi Tôn Hinh Hinh còn chưa kịp, mà tên khốn Hạ Thiên lại ném Tôn Hinh Hinh đi đâu và đi cùng một người phụ nữ khác, đúng là không còn thiên lý. Gai dai, anh đã nói với em rồi, Hinh Hinh là một người bạn của anh, đây là một nhân viên bán hoa trong tiệm hoa của Hinh Hinh, không biết vì sao lại cưa được Hinh Hinh, sau đó không chịu làm gì mà chỉ ăn bám. Còn chưa nói đến vấn đề ăn bám, nhưng bây giờ hắn còn làm ra những chuyện có lỗi cho Hinh Hinh. Anh là bạn của Hinh Hinh, anh cũng không nhịn được. Trần Trí Cương nhìn Hạ Thiên với ánh mắt tràn đầy căm thù, hắn giống như nói để cho người bên cạnh nghe thấy, khu mua sắm có rất nhiều người, vì vậy ngay lập tức đã có một đám đông đến xem náo nhiệt. Khách khách, Gai Gai cười rộ lên. trí Cương, có phải vậy không đấy? Như anh ta mà cũng ăn bám được sao? Chẳng phải bạn anh có sở thích đặc biệt đấy chứ? Tuy lời nói này của Gai Gai có chút cay nghiệt nhưng người vây quanh lại không thể không tán thành. Đúng vậy, tên kia rõ ràng là dạng chó hình người. Nếu như vậy có thể ăn bám được thì nào còn thiên lý đối với những anh em khác thân cao mét tám, tướng mạo đường hoàng? Cũng có người hoài nghi, chẳng lẽ tên này là sát thủ trên giường trong truyền thuyết là sát thủ oán phụ? nói không chừng cũng vì hoạt động với các quý bà quá nhiều nên mới gầy như vậy tôi biết rõ khẩu vị của cô khá tốt vừa may tìm được một đứa có thể cho ăn chùa nhưng dù là thế cũng đừng cao hứng như vậy hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn dai dai mọi người chợt ngẩn ngơ người này tướng mạo không ra hồn nhưng trình độ mắng chửi cũng có số má trần trí cương thì tức tối mày nói gì mày nói tao ăn bám sao tao là cầu thủ chuyên nghiệp lương mỗi năm vài trăm ngàn Tao mà ăn bám sao? Này họ Hạ, ông cảnh cáo mày, lập tức rời khỏi Hinh Hinh, nếu không tao sẽ điện thoại cho Hinh Hinh để nàng biết được bộ mặt thật của mày. Cầu thủ chuyên nghiệp thì ngon lắm sao? Hạ Thiên bĩu môi. Vậy tao cũng cảnh cáo mày, nếu không cút đi thì ngày mai tao sẽ cướp chén cơm của mày, sau này đừng hòng đánh bóng rổ ra ngoài mà đi ăn xin. Chỉ bằng Trần Chí Cương đang định châm chọc thì đột nhiên nhớ đến tình cảnh trận đấu trước đó với Hạ Thiên vì vậy mà toàn thân đầy mồ hôi lạnh tuy bây giờ hắn vẫn cảm thấy hạ thiên không biết gì về bóng rổ thậm chí không biết quy tắc gì nhưng không thể nghi ngờ tiểu tử này có thiên phú khủng bố nếu hạ thiên thật sự muốn cướp bát cơm của hắn thì quá dễ còn chưa cút đi sao hạ thiên trừng mắt nhìn trần trí cương trí cương anh sợ hắn làm gì dai dai có chút mất vui vẻ mặt trần trí cương chợt biến đổi hắn đột nhiên kéo dai dai bước đi Cầu thủ chuyên nghiệp là một thân phận mà hắn thường dùng để khoe khoang, là thứ hắn không thể mất đi, nếu mất thân phận này thì hắn sẽ không từ mà biệt, mà dai dai này cũng sẽ bỏ hắn mà đi. Quần chúng đi đường vốn đang chuẩn bị được xem kịch hay, khi thấy Trần Trí Cương hoảng sợ bỏ chạy thì không khỏi thất vọng. Đúng là chán nản, cao lớn như vậy mà không có chút bản lĩnh. Cho bóng rổ này ngày càng tồi, hèn gì có người nói bọn chúng rất ngu dốt. Con bà nói, không phải là đàn ông, tôi thấy tên kia đúng là loại ăn bám trắng trợn mọi người liên tục nghị luận ngay sau đó giải tán người đi dạo phố thì tiếp tục dạo phố kẻ tán gái thì tiếp tục tán gái có chuyện gì vậy anh bây giờ là phương trí hiên có người nhận ra thì anh phải xem như không biết mã đình dùng giọng bất mãn chất vấn bây giờ anh náo loạn với người kia nếu kỷ minh theo sau thì thân phận của anh sẽ lộ ngay như vậy thì tốt anh đang cầu mà còn chưa được hạ thiên thuận miệng nói mã đình chợt giật mình nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn hạ thiên anh có ý gì anh muốn hại tôi sao tất nhiên anh không có tâm tình để hại em anh không quen em hạ thiên thuận miệng nói anh chỉ cảm thấy em và chị vân thanh quá nhát gan và phiền phức đáng lý ra sự việc rất đơn giản mà bị hai người làm cho phức tạp đối với anh thì hy vọng mọi chuyện đơn giản một chút vì vậy nếu bọn họ xuất hiện thì tốt anh sẽ cho chúng ông xã điện thoại kia. Điện thoại đến rất đúng lúc, Hạ Thiên nhận điện thoại. Cảnh sát tỷ tỷ, chị đến rồi sao? À, chúng tôi đang ở giữa đường đi bộ, ở gần bên Bách Hóa Đại Dương, được, tôi chờ chị ở đây. Hạ Thiên cúp điện thoại, hắn dùng ánh mắt vui mừng nhìn Mã Đình. Cảnh sát tỷ tỷ sẽ đến ngay, chúng ta cứ chờ ở đây. Ở đây sao? Mã Đình có chút tức tối. Như vậy Kỳ Minh sẽ biết em gặp mặt lãnh băng băng. Biết thì biết, có gì đâu. Đợi đến khi cảnh sát tỉ tỉ đến thì em lấy chứng cứ ra, sau đó bắt kỳ nam, sự việc sẽ được giải quyết. Hạ Thiên nghĩ rằng sự việc sẽ không tốn quá nhiều thời gian, tối nay hắn phải đến gặp mặt Isabella, trước 9 giờ hắn phải làm xong mọi chuyện. Anh, sao anh biết em có chứng cứ? Mã Đình chợt kinh ngạc, nàng nhìn Hạ Thiên, trong mắt có chút hoài nghi. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mã Đình, nếu em không có chứng cứ thì lén tìm cảnh sát tỷ tỷ làm gì? Em chắc chắn không quen cảnh sát tỷ tỷ, nhất định là cha em để lại thứ gì đó, nói em tìm gặp cảnh sát tỷ tỷ, vì ông ấy cho rằng chỉ có cảnh sát tỷ tỷ mới bắt được kỳ nam, người khác không dám bắt, anh nói không sai chứ. Mã Đình chợt sững sờ, người này sao biết rõ như vậy? Trong lúc vô tình Mã Đình có chút bất an, người này có phải cùng bọn với Kỷ Minh hay không? Nhưng cha nàng đã nói, nàng phải đi tìm lãnh băng băng, nếu không tìm được lãnh băng băng thì cũng có thể hướng về phía Vân Thanh xin trợ giúp, hai người này đều có thể tiến nhiệm. Mà Hạ Thiên ở cùng với Vân Thanh, chắc là không có vấn đề, chẳng lẽ Vân Thanh cũng bị Kỳ Minh mua chuộc sao? Mã Đình sinh ra những suy nghĩ bất an, thậm chí còn muốn bỏ chạy, nhưng đúng lúc này lại nhìn thấy một nữ cảnh sát cao giáo và cực kỳ quyến rũ đi tới. Trước đó nàng đã tìm ảnh của lãnh băng băng trên mạng, đã xóm khắc sâu hình tượng của đối phương vào đầu. Vì vậy lúc này nàng lập tức xác định đối phương là Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, ở đây." Hạ Thiên dùng giọng hưng phấn gọi Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng nghe thấy giọng nói của Hạ Thiên thì đi về phía bên này, mà lúc này Mã Đình cũng bỏ đi ý định bỏ chạy. Trước tiên nên nhanh chóng rời khỏi đây. Lãnh Băng Băng không đợi Hạ Thiên và Mã Đình mở miệng, nàng nhanh chóng nói, sau đó xoay người bỏ đi, Hạ Thiên và Mã Đình tất nhiên đuổi theo sau hầu như cùng thời điểm này thì kỷ minh cũng nhận được điện thoại kỷ thiếu gia phiền toái lớn rồi tiểu tử kia không phải là phương trí hiên đó là hạ thiên có phải là tên khốn chồng của kiều tiểu kiều không kỷ minh hầu như nghiến răng nói ra những lời này đúng vậy kỷ thiếu gia hơn nữa hắn và mã đình vừa gặp mặt lãnh băng băng người nói trong điện thoại đang theo sát hạ thiên tiếp tục bám sát xem bọn họ đi đâu kỷ minh phân phó một câu ngay sau đó trong mắt lóe lên hàn quang sau đó hắn cúp điện thoại kỳ minh suy nghĩ một chút rồi lại gọi điện hắc tử chuẩn bị làm việc xe của lãnh băng băng dừng ở lối vào của con đường đi bộ nàng mang theo hạ thiên và mã đình lên xe nàng cũng không lập tức bỏ đi mà hỏi thăm mã đình em là mã đình là con gái của mã nhị cương sao lãnh băng băng hỏi đúng vậy cảnh sát lãnh ba em bảo em đến tìm chị mã đình lần này rất phối hợp lãnh băng băng có chút mê hoặc mã đình sao cha lại nói em đến tìm chị gần đây cha dự cảm có chuyện sắp xảy ra trước khi cha gặp chuyện không may còn điện thoại cho em cha nói nếu có chuyện thì nhất định do kỷ nam ra tay cha còn nói trên tay có một phần chứng cứ có thể làm cho kỷ nam rơi đài nếu xảy ra chuyện thì em phải đưa chứng cứ này giao cho chị mã đình nói bằng giọng rất thương tâm cha nói đám cảnh sát giang hải không ai dám động đến kỷ nam cũng chỉ có chị mới dám động đến ông ta mà thôi là chứng cứ gì?" Lãnh Băng Băng vội vàng hỏi. Mã Đình lắc đầu. "Cảnh sát Lãnh, em cũng không hiểu, vì em chưa xem qua chứng cứ." "Như vậy chứng cứ còn chưa có trong tay em sao?" Lãnh Băng Băng cau mày. Mã Đình gật đầu. "Đúng vậy, em cũng muốn lén tìm chị sau đó chúng ta cùng đến lấy chứng cứ, nào biết người này gây chuyện, bây giờ Kỷ Minh đã biết rồi." Mã Đình nói đến đây thì dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên, rõ ràng rất bất mãn. Lãnh Băng Băng nhìn Hạ Thiên, lần này nàng không mắng nhưng thản nhiên. "Mã Đình, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, bây giờ tranh thủ thời gian lấy chứng cứ ra. À, trước tiên chúng ta đi đến Minh Vũ Quyền quán." Mã Đình gật đầu nói. "Chương 129, phi đao, lại thấy phi đao." Khi nghe cái tên Minh Vũ Quyền quán thì vẻ mặt Lãnh Băng Băng đã trở nên khó nhìn, nàng biết rõ chỗ này, vì trước đó có người tố cáo Minh Vũ Quyền quán tổ chức đấu võ đài nhưng nàng đã từng điều tra mà cuối cùng chẳng có được chứng cứ. Cũng vì đợt điều tra đó thì lãnh băng băng biết chủ nhân của Minh Vũ Quyền Quán là Kỳ Minh con trai của Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Kỳ Nam. Khi cảnh sát phá án thường rất sợ đụng phải những vị con nhà quan thế này, vì còn chưa kịp mở điều tra thì đã có đủ mọi áp lực dồn đến, hơn nữa chỉ cần một cuộc điện thoại đã làm cho điện thoại phải bỏ dở giữa chừng. Một thành phố lớn như Giang Hải thì có rất nhiều con nhà quan, những người như kỷ Minh đều có vòng luẩn quẩn của riêng mình nhóm người này cũng không ngẩng cao đầu như tứ thiếu ra giang hải nhưng năng lượng cũng mạnh tương tự tất nhiên nếu nói trên mặt lý luận thì lâm tử hào và cao danh dương thuộc một nhóm người với kỷ minh nhưng thực tế thì lâm tử hào và cao danh dương không có kết giao với kỷ minh cũng chính vì vậy mà trong bữa tiệc của lâm tử hào trước đó dù nói rằng tất cả nhân sĩ thượng lưu giang hải đều trình diện nhưng trên thực tế thì nhóm người kỷ minh lại không xuất hiện nếu không lần đầu tiên kỷ minh nhìn thấy hạ thiên đã có thể nhận ra ngay dù Hạ Thiên có bộ dạng khá bình thường, nhưng hắn cướp đi vị hôn thê của Lâm Tử Hào trước mặt nhiều người, như vậy cũng đủ cho người ta có ấn tượng sâu sắc. Rõ ràng Minh Vũ Quyền Quán chính là địa bàn của Kỳ Minh, bây giờ Mã Đình muốn đến Minh Vũ Quyền Quán thì chẳng khác nào đưa đầu vào miệng cọp. Nhưng Mã Đình không có biện pháp nào khác, nàng chỉ mong Kỳ Minh không nghi ngờ mình, đồng thời cũng chờ mong đám người ở Minh Vũ Quyền Quán sợ lãnh băng băng. Lãnh băng băng cũng có một loại dự cảm sự việc hôm nay sẽ không đơn giản như vậy, nàng không phải là người sợ phiền phức, nhưng khi nhìn sang Hạ Thiên thì nàng có thêm vài phần nắm chắc. Lưu manh này dù có dã tâm bất lương với nàng, nhưng có một điều khẳng định là hắn biết đánh nhau, hơn nữa sẽ nhất định giúp nàng. Xe chạy quá đông, vì vậy hơn nửa giờ sau ba người mới đến Minh Vũ Quyền Quán. Thực tế Minh Vũ Quyền Quán cũng không nằm trong khu vực phồn hoa, đây chỉ là một khu vực lâu năm còn chưa cải tạo, Quyền Quán cũng chỉ là một tòa nhà ba tầng, ngoài cửa có đám thanh niêm ngậm thuốc dựa lên tường, bộ dạng rất buồn ngủ. Khi ba người hạ thiên tiến đến thì tên thanh niên híp mắt nhìn, một luồng tinh quang lóe lên, ngay sau đó lập tức khôi phục lại vẻ buồn ngủ. Tam ca. Mã đình chủ động đi về phía người thanh niên. Tôi đi vào thu thập những di vật của ba. À, đình đình, đi thôi. Tên thanh niên ngáp một cái. Tối qua tôi không ngủ ngon, bây giờ tiếp tục ngủ. Cảm ơn tam ca. Trong mắt mã đình lóe lên cái nhìn vui mừng, nàng quét mắt nhìn hạ thiên và lãnh băng băng ngay sau đó vội vàng tiến vào nhưng khi vào trong thì mã đình lập tức cảm nhận được không khí lạnh tanh bầu không khí quạnh quẻ quá mức trước đây nàng đến thì chỗ này luôn có người luyện võ nhưng hôm nay hầu như không thấy được vài người nhưng mã đình cũng không quan tâm đến nhiều vấn đề như vậy nàng vội vàng đi đến tủ chứa đồ cha nàng là khách quen của minh vũ quyền quán ông ta có một ngăn chứa đồ riêng mà thứ nàng muốn cũng nằm bên trong Mã Đình mở ngăn số 13 nhưng bên trong lại giống tuếch, chẳng có gì. Khi lãnh băng băng cực kỳ thất vọng thì lại thấy Mã Đình thò đầu vào bên trong giống như tìm được thứ gì đó. Một lát sau Mã Đình lại đi sang phía bên kia, sau đó không biết làm cách nào mở được ngăn chứa 31 tìm được một cặp bao tay. Mã Đình lục lọi một lúc, cuối cùng nàng tìm thấy một chiếc chìa khóa. Tìm được rồi. Vẻ mặt Mã Đình chợt trở nên vui sướng, nàng đưa chìa khóa cho lãnh băng băng. Cảnh sát lãnh, chúng ta đi đến ngân hàng. Hạ thiên bĩu môi, mã nhị cương này rõ ràng là giải thần giả quỷ. Lãnh băng băng nhận lấy chìa khóa, sau đó nàng nghĩ thế nào mà đưa cho hạ thiên. Cậu cầm lấy. Được, cảnh sát tỷ tỷ. Hạ thiên lập tức trở nên vui sướng, điều này đã chứng tỏ cảnh sát tỷ tỷ tín nhiệm hắn. Đi nhanh thôi. Lãnh băng băng cũng cảm thấy thành phố này có đặc điểm kỳ lạ, nàng kéo tay mã đình đi vội ra ngoài. Nhưng khi vừa đi vài bước thì vẻ mặt Mã Đình chợt biến đổi, vì nàng thấy có hơn 10 người đến từ bốn phía, quyền quán quạnh quẽ chợt trở nên náo nhiệt. Mà tên thanh niên lúc nãy đứng ngủ gật ngoài cửa cũng đi vào, hắn cười tủm tỉm nhìn Mã Đình. Tam ca, chuyện này là sao? Mã Đình cố gắng tươi cười, bộ dạng rất khó hiểu. Đinh Ninh kỳ thiếu ra muốn nói chuyện với em, vì vậy hy vọng em có thể chờ. Tam ca cười hì hì em cũng sẽ không nể mặt kỳ thiếu ra đấy chứ. Tránh ra cho tôi. Lãnh băng băng quát lạnh một tiếng. Nếu không các anh sẽ chống lại người thi hành công vụ, tôi sẽ bắt tất cả về đồn. Đội trưởng lãnh, nếu cô bây giờ cứ đi ra thì chúng tôi sẽ coi như chưa ai nói gì. Tam dùng ánh mắt dâm dục đảo mắt nhìn qua các bộ vị mẫn cảm trên người lãnh băng băng. Nếu không thì tôi tin các anh em ở đây có rất người muốn được nếm thử tư vị của người đẹp băng giá. Anh muốn chết vẻ mặt lãnh băng băng chợt biến đổi nàng lập tức rút súng ra nhắm vào tam ca hai tay ôm đầu ngồi xuống vẻ mặt tam ca vẫn không biến đổi đội trưởng lãnh cô có thể nổ súng nhưng cô nổ súng thì các anh em sẽ ra tay cô có cảm thấy với khoảng cách gần như vậy thì một khẩu súng có thể chống lại nhiều anh em như thế này sao anh uy hiếp tôi sao lãnh băng băng cười lạnh một tiếng trong đây có tám viên đạn tôi có thể đảm bảo có thể bắn xuyên đầu tám người các anh ai muốn thử? Đội trưởng Lãnh, trước tiên cô có thể giết chết 8 người, nhưng sợ rằng ngay sau đó cô sẽ được trải qua một buổi tối khó quên với 8 người còn lại. Tam ca vẫn không sợ hãi. Tất nhiên như vậy vẫn còn chưa chấm dứt, sau này cuộc sống của cô sẽ còn được rất nhiều anh em chăm sóc. Đội trưởng Lãnh, cô có muốn thử không? Trên mặt Lãnh băng băng chợt bùng lên vẻ phẫn nộ nhưng lại không nổ súng, nàng đã ý thức được đối phương muốn liều mạng nếu thật sự nổ súng thì lập tức rơi vào tình cảnh anh chết tôi sống lúc đó muốn đưa mã đình đi cũng không dễ dàng gì cảnh sát tỉ tỉ tôi sẽ xử lý đám ngu ngốc này như vậy sẽ không phạm tội đấy chứ hạ thiên đột nhiên hỏi lãnh băng băng nghe được câu nói này mà lập tức vui vẻ nàng biết rõ hạ thiên muốn ra tay nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía ngay sau đó nói không bọn họ đánh lén cảnh sát cậu nên hăng hái ra tay không những không phạm tội mà còn được cảnh sát khen thưởng. Khen thưởng thật sao? Hạ Thiên có chút hưng phấn. Cảnh sát tỉ tỉ, khen thưởng cái gì? Lãnh băng băng chợt ngẩn ngơ, người này muốn được thưởng sao? Nàng chẳng qua chỉ nói vậy mà thôi. Nhưng Hạ Thiên đã hỏi thì nàng cũng không thể không trả lời, vì vậy nàng nói. Điều này, có tiền thưởng, còn có cả giấy khen. Tiền thưởng và giấy khen không có ý nghĩa gì. Hạ Thiên có chút thất vọng. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi không cần cảnh sát ban thưởng, tôi muốn chị ban thưởng, thế nào? Lãnh băng băng có chút căm tức. Cậu không biết làm việc chính trước sao? Cảnh sát tỷ tỷ, tôi cần hỏi cho rõ ràng, nếu không sợ chị sẽ đổi ý. Hạ Thiên cũng không lo lắng đám khốn kiếp ở bên cạnh, mà cảnh sát tỷ tỷ thì đã cho hắn mừng hụt vài lần. Lần trước cứu con tin ở bệnh viện, kết quả là không được gì, trước đó còn có lúc đồng ý ăn tối lại không nói thời gian rõ ràng cuối cùng vẫn phải ăn thức ăn nhanh trên xe cảnh sát. Lãnh băng băng rất bực bội, nàng tức giận nói. Cậu muốn được thưởng thứ gì? Tất nhiên cảnh sát tỷ tỷ phải làm vợ tôi. Hạ thiên dùng rong không chút do dự nói. Lãnh băng băng lập tức từ chối. Không được, vậy hôn tôi một cái. Hạ thiên lui một bước. Đáng tiếc là lãnh băng băng vẫn từ chối. Cũng không được, cảnh sát tỷ tỷ, chị quá keo kiệt. Hạ thiên có chút bất mãn lãnh băng băng có chút tức giận điều này có gì liên quan đến keo kiệt chẳng lẽ tùy tiện đồng ý làm vợ và hôn người mới hào phóng sao đội trưởng lãnh cô đúng là có nhã hứng bây giờ mà còn liếc mắt đưa tình nhưng hình như không xứng với danh hiệu người đẹp băng giá tam ca lắc đầu nói lúc này hắn cũng có vẻ không muốn ra tay này mày câm miệng cho tao hạ thiên có chút bất mãn nhìn tam ca tao nói chuyện với cảnh sát tỉ tỉ mày chen miệng vào làm gì Tiểu tử, trên đời này cũng không có mấy người bắt tao câm miệng, mà trong số đó không có mày." Tam ca cười rộ lên, trong mắt lóe lên hàn quang. "Ngược lại tao khuyên mày nên câm miệng lại, nếu không tao sẽ cho mày vĩnh viễn câm mồm." Cảnh sát tỉ tỉ, tôi không nhịn được muốn đánh người, chị nên đồng ý, tùy tiện ban thưởng cái gì cũng được." Hạ Thiên vặn vặn tay, bộ dạng giống như rất muốn đánh người. Lãnh băng băng cảm thấy đau đầu. "Hừ." tôi đồng ý dùng cơm tối với cậu hạ thiên lại nói cảnh sát tỉ tỉ chị không muốn gạt tôi đấy chứ ai gạt cậu lãnh băng băng tức giận nói thời gian địa điểm vì cậu chọn tôi sẽ giữ lời được chưa được tôi bắt đầu công tác hạ thiên còn chưa nói dứt lời thì đã phóng về phía tên tam ca như chấp ngay sau đó một đấm đã phóng ra đánh mày trước chỉ dựa vào mày á Tam ca còn chưa nói dứt lời thì đã hét lên thảm thiết, Hạ Thiên đấm thẳng lên mặt hắn, chỉ sau khoảnh khắc đã mất nửa hàm răng. Mà Hạ Thiên cũng chưa muốn buông tha cho đối phương, hắn lại tung một quyền lên nửa bên mặt còn lại, vì vậy mà Tam ca đã mất sạch răng. Hạ Thiên nhìn thành quả của mình mà có chút thỏa mãn. Cũng không tệ, mày nếu không muốn mãi mãi câm lặng thì tao sẽ thành toàn cho, sẽ cho mày vĩnh viễn phải ngậm miệng. Một luồng hàn quang lóe lên, một phi đao bắn về phía Hạ Thiên người ra tay chính là Tam Ca mới bị hắn đánh gãy răng. Lúc này hai mắt Tam Ca đỏ hồng, bộ dạng hận không thể chém hạ thiên thành vạn mảnh, rõ ràng hắn chưa bao giờ nhục nhã như vậy. chương 130, ngắm bắn. Ái trà, biết chơi phi đao à. Hạ thiên có chút kinh ngạc, khi thấy phi đao đến gần thì hắn khẽ vươn tay dùng hai ngón tay kẹp lấy phi đao, sau đó hắn xoay tay, phi đao phóng về phía Tam Ca. Á! Tam ca lại hét lên một tiếng thảm thương, ngược chúng phi đao, hắn ngã ngay xuống đất. Hạ Thiên dùng ánh mắt không đồng tình nhìn Tam Ca, sau đó lắc đầu. Đã quên nói cho mày biết, đã lâu rồi tao cũng chưa được chơi phi đao. Nhị sư phụ là cao thủ chơi đao, phi đao cũng là đao, vì vậy mà nhị sư phụ của Hạ Thiên cũng luyện tập đến mức cao siêu, cũng vì thế mà sư phụ giết người ít khi nào dùng súng. Hạ Thiên là đệ tử của nhị sư phụ, tất nhiên kỹ thuật phi đao của hắn phải tương đối khá, nhưng hắn lại không thích dùng phi đao hắn cảm thấy dùng tiền xu và lá cây thú vị hơn rất nhiều. Bốn phía chợt vắng lặng, đám người trong quyền quán giống như rất khó tiếp nhận sự thật là Tam Ca bị đánh gục, mà ánh mắt Mã Đình nhìn Hạ Thiên cũng đã khác biệt. Lúc này cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Hạ Thiên cho là mình nhát gan, thì gia vị này chính là cao thủ. Còn lãnh băng băng thì cũng không thấy có gì là bất ngờ, dù sao nàng cũng đã biết bản lĩnh thật sự của tên lưu manh này. Tiểu tử nà giết tam ca, mọi người cùng lên xử lý hắn đột nhiên có một tên giống lên một câu sau đó mười mấy người tập trung đánh về phía hạ thiên lãnh băng băng kéo mã đình lui ra phía sau một bước nhưng nàng vẫn nắm chặt súng để cảnh giới có biết đấm không vậy sao yếu thế quyền quán cái quái gì dúng là một đám vô dụng hạ thiên vừa tay đấm chân đá vừa phàn nàn mười vị cao thủ quyền quán đã nằm đầy đất mà hạ thiên thì bực bội chạy đến cho mỗi tên một đá hắn ra vẻ rất bất mãn Tôi thích nhất là dùng nắm đấm đánh nhau, còn tưởng rằng còn vui đùa được một lúc, sao các anh lăn quay hết thế này. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lãnh băng băng có chút giở khóc giở cười, trong mắt nàng thì đây là tình cảnh sống chết, nhưng đối với Hạ Thiên thì giống như đang chơi đùa. Nhưng nàng không thừa nhận là không được, đối với một quái vật có thể đánh bại 10 quyền thủ trong trước mắt thì rõ ràng là đang chơi đùa. Lãnh băng băng nói xong lời này thì kéo Mã Đình đi ra ngoài minh vũ quyền quán hạ thiên vội vàng đuổi theo cảnh sát tỷ tỷ đã đồng ý thì đừng thay đổi đấy nhé biết rồi cậu cứ xem xét thời gian và địa điểm sau đó nói cho tôi lãnh băng băng tức giận nói hạ thiên cười hì hì cảnh sát tỷ tỷ đã quyết định rồi tối mai đến nhà chị dùng cơm nhà tôi sao lãnh băng băng chợt xứng sờ nàng đang định phản bác thì vẻ mặt hạ thiên chợt biến đổi hắn phóng về phía nàng lãnh băng băng không kịp phản ứng nàng cảm thấy eo thon bị siết chặt thân thể cũng nhẹ bấm, nàng không khỏi quát lớn cậu làm đùng tiếng súng vang lên cắt ngang lời nói của lãnh băng băng súng bắn tỉa trong đầu lãnh băng băng không khỏi vô thức xuất hiện danh từ này vì vậy mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh dù nàng biết rõ lần này mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng cũng không ngờ sẽ gặp phải tay súng bắn tỉa đùng lại một tiếng súng vang lên mà thân thể của lãnh băng băng lại động tất nhiên không phải nàng kịp phản ứng, vẫn là Hạ Thiên ôm nàng, mà nàng còn thấy Hạ Thiên dùng tay kia kẹp lấy Mã Đình. Chúng ta lên xe rời khỏi đâu? Lãnh băng băng vội hỏi. Không cần lãnh băng băng nhắc nhở, Hạ Thiên đã đưa nàng và Mã Đình lên xe, sau đó hắn cũng lên xe. Lãnh băng băng nhanh chóng khởi động xe và phóng đi. Cảnh sát tỉ tỉ, đi đến tòa nhà kia. Hạ Thiên chỉ về phía một căn nhà 10 lầu ở cách đó không quá xa. Lãnh băng băng chợt sững sờ đi đến đó làm gì tên bắn tỉa đang ở đấy tôi muốn bắt hắn hạ thiên thở phì phò nói tôi ghét nhất súng bắn tỉa hừ chúng ta đến ngân hàng trước lãnh băng băng lại nghĩ khác trước tiên đi lấy chứng cứ tránh để đêm dài lắm mộng đúng vậy mặc kệ tên bắn tỉa chúng ta đến ngân hàng lấy chứng cứ trong tủ bảo hiểm dùng chìa khóa vừa lấy được lúc nãy mã đình cũng vội vàng nói vừa rồi tìm được đường sống trong cõi chết nàng đang còn rất sợ hãi. Bây giờ nghe Hạ Thiên nói đối phương là tay bắn tỉa, tất nhiên nàng sẽ càng sợ hơn. Được rồi, trước tiên xử lý tên kỳ nam, sau này tìm tên bắn tỉ xử lý. Hạ Thiên nhìn Mã Đình, nếu bên cạnh quá vướng víu cũng không ra tay được, thôi thì để lần sau. Tấm tình căng thẳng của lãnh băng băng cung dần bình tĩnh trở lại, nàng nhìn Hạ Thiên, nàng thấy hắn đang bực bội khó chịu. Nàng không khỏi buồn bực, trước đó hắn đập phá đêm giai nhân cũng có vẻ tức giận như lúc này trước kia có tay súng bắn tỉa nào đắc tội với cậu sao lãnh băng băng không nhịn được phải hỏi không hạ thiên lắc đầu lãnh băng băng càng thêm khó hiểu vậy sao cậu ghét những tên bắn tỉa vì bọn họ luôn ở rất xa ám khí của tôi đánh không tới bọn họ có thể bắn tôi tôi không đánh lại được tất nhiên đám người này phải bị chán ghét hạ thiên thở phì phò nói lãnh băng băng cuối cùng cũng hiểu thì ra tên này tức tối vì gặp bắn tỉa sẽ không phản kích lại ngay lập tức vì vậy mới hận tất cả những tay bắn tỉa hạ thiên anh sao anh lợi hại như vậy mã đình cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi không đợi hạ thiên trả lời nàng lại hỏi có phải anh cố ý đến bảo vệ tôi không đúng rồi anh có phải là đặc công không em xem sách nghe nói đội đặc công lợi lại tất là long tổ anh không phải là thành viên của long tổ đấy chứ Lãnh băng băng có chút giờ khóc giờ cười, tiểu cô nương này chỉ khéo tưởng tượng, làm gì có long tổ với phượng tổ. Hạ thiên lại nói một câu. Long tổ có gì là lợi hại, lợi hại nhất cũng không phải là long tổ. Tam sư phụ nói, đám người long tổ không đáng sách dép cho hắn. Lãnh băng băng chợt sững sờ, nghe lời của Lưu Manh thì hình như có long tổ thì phải. Sao, lợi hại nhất là ai? Mã Đình nhịn không được phải hỏi tổ chức lợi hại nhất cũng không biết còn tồn tại hay không. Hạ Thiên lầm bầm, hắn cũng không nói tổ chức này tên gì. Mã Đình cũng không hỏi rõ ràng, nhưng nàng cũng coi Hạ Thiên là một người lợi hại. Sau kinh nghiệm vừa rồi thì lãnh băng băng không còn muốn an phận, nàng dứt khoát mở còi cảnh sát chạy như điên trên đường, đèn đỏ cũng vượt. Vì vậy mà chưa đến 10 phút thì Mã Đình đã đến ngân hàng mình cần. Quỷ bảo hiểm được mở rất thuận lợi, vài phút sau lãnh băng băng cuối cùng cũng có được một usb còn có một quyển sổ nàng lật sổ vẻ mặt trở nên vui mừng nàng biết lần này kỳ nam và kỳ minh đừng hòng chạy thoát đúng lúc này điện thoại của lãnh băng băng chợt vang lên nàng lấy ra xem mà không khỏi nhíu mày lại là dãy số làm nàng căm hận kia có chuyện gì lãnh băng băng dùng giọng không tốt đẹp gì hỏi băng băng có phải con điều tra được chứng cứ phạm tội của kỳ nam rồi không đầu dây bên kia chợt vang lên giọng nói vui mừng. Sao ông biết? Lãnh băng băng khó thể hiểu, nàng lúc này cũng vừa mới cầm vào chứng cứ. Con chạy xe cảnh sát như điên trên đường, bố không biết tin được sao. Người bên kia chợt cười ha hả. Xem ra bố đoán không sai, con quả nhiên đã có chứng cứ, thế này đi, con mang chứng cứ đến phòng làm việc của bố đi. Lãnh băng băng hừ một tiếng. Sao tôi phải giao chứng cứ cho ông? Băng băng, Chứng cứ trên tay con không làm gì được Kỳ Nam mà ngược lại, con chỉ là một cảnh sát bình thường, đối với cán bộ có cấp bậc như Kỳ Nam thì con không thể trực tiếp đi bắt được. Người bên kia giải thích, tóm lại con giao cho bố, bố có thể đảm bảo Kỳ Nam sẽ nhận trừng phạt thích đáng. Lãnh Băng băng chợt trở, trở nên trầm ngâm, tuy nàng rất hận đối phương, nhưng nàng cũng biết đối phương nói không sai. Kỳ Nam là quan lớn, không phải là người nàng muốn bắt thì bắt, nếu làm theo trình tự thì sẽ có nhiều phiền toái nhưng nếu cho đối phương ra tay thì sẽ dễ hơn rất nhiều. được rồi, ông chờ đấy, tôi sẽ đưa đến ngay. lãnh băng băng cuối cùng cũng quyết định giao chứng cứ cho người kia, tuy nàng biết rõ làm như vậy chẳng khác gì giúp đối phương nhưng chỉ cần cha con kỳ gia bị trừng phạt thích đáng là được. lãnh băng băng cúp điện thoại rồi cùng hạ thiên và mã đình rời khỏi ngân hàng, sau đó nàng chờ hai người chạy về phía trụ sở chính quyền tỉnh. đường đi rất thuận lợi, lãnh băng băng tiến vào cửa chính khu chính quyền để Hạ Thiên và Mã Đình chờ trên xe, mà nàng thì đi vào bên trong. Chưa đến 5 phút sau lãnh băng băng đã từ bên trong đi ra, khi ngồi lên xe thì có vẻ không tập trung. Cảnh sát lãnh, như vậy là xong rồi sao? Mã Đình dùng giọng bất an hỏi. Lãnh băng băng không nói gì, trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ, đáng lý nàng đã nắm được chứng cứ, giao cho người kia nàng phải vui mới đúng. Nhưng lúc này không hiểu vì sao nàng lại sinh ra cảm giác không thoải mái, nhưng lại không cảm thấy chỗ nào không đúng cảnh sát tỉ tỉ chị làm sao vậy hạ thiên nhìn lãnh băng băng chị có gì không thoải mái sao có cần tôi xem bệnh không không cần lãnh băng băng cuối cùng cũng phục hồi lại nàng quyết định không suy nghĩ nhiều như vậy nàng nhìn mã đình rồi nói mã đình em theo chị đến cục cảnh sát tạm thời em ở lại cục cảnh sát hơn nữa chị còn có vài vấn đề cần hỏi vâng cảnh sát lãnh Mã Đình đồng ý rất nhanh. Lãnh băng băng cuối cùng cũng khởi động xe rồi rời khỏi trụ sở chính quyền nhưng trong lòng nàng luôn có một cảm giác không thoải mái. Nghe nói vụ án của Kỳ Nam sẽ nhanh chóng được xử lý, Hạ Thiên vì vậy cũng không còn quan tâm, hắn bắt đầu nghĩ đến buổi hẹn 9 giờ tối nay với Isabella, đối với hắn thì chuyện này khá quan trọng. Vì vậy hắn đến khách sạn giật hải từ rất sớm, sau đó tiến vào gian phòng 140 theo lời Isabella. Chờ đợi thường rất nhàm chán, nhưng đợi một người đẹp siêu cấp thì lại là chuyện khác. Hạ Thiên lười biếng nằm trên giường, hắn hít mắt đợi thời gian trôi qua. Những tiếng chuông đồng hồ vang lên, đồng hồ chỉ 9 giờ tối, Hạ Thiên đột nhiên mở to mắt, hắn nhảy dựng lên, ngay sau đó đi ra mở cửa. chương 131, tôi rất thích Mỹ nhân kế. Một người đẹp tóc tím chợt lách người tiến vào phòng, sau đó nàng đóng cửa lại dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Hạ Thiên. Chồng, Chúng ta đúng là tâm hữu linh tê, chị đang định gõ cửa thì em đã mở rồi. Isabella vẫn mặc áo da ngắn, bên dưới là một chiếc quần da ngắn, cách ăn mặc không thay đổi. Dưới ánh đèn da thịt nàng trắng như tuyết, hơn nữa còn lấp lánh, điều này càng làm nàng xinh đẹp mê người. "Chị Isabella, chị nói tôi đợi ở đây đến 9 giờ, lúc nãy vừa đến 9 giờ, tất nhiên em cũng đi mở cửa." Hạ Thiên cười hì hì nói, tất nhiên sự thật cũng không phải là như vậy vì hắn nghe thấy tiếng bước chân của nàng. Isabella khoát hai tay lên vai Hạ Thiên, nàng dùng ánh mắt quyến rũ nhìn hắn. Chồng, chị đã giết người, sao em còn dám gặp chị ở đây? Vì chị đẹp. Hạ Thiên dùng ánh mắt si mê nhìn gương mặt xinh đẹp của Isabella, hắn dùng một tay ôm eo nàng, tay còn lại thì trực tiếp tấn công cặp mông đầy đặn. Chồng, chị vì em mà chạy ra tự thú, em phải cảm tạ chị thế nào đây? Isabella không ngăn cản hành động mờ ám của Hạ Thiên, ngược lại nàng còn tiến đến gần hơn, thiếu chút nữa đã áp lên người hắn. Hạ Thiên vuốt ve và xoa bóp cặp mông mềm mại co giãn kinh người của Isabella, hắn vừa cảm giác xúc cảm tuyệt vời vừa cười hì hì nói: "Chị Isabella, chị là vợ tôi, giúp tôi là việc nên làm, tôi phải làm gì để cảm ơn chị đây?" Isabella hờn dỗi: "Chồng, nếu như vậy thì sau này chị bị bắt, chồng sẽ đến tự thú cho chị ra sao?" hạ thiên bắt đầu dùng sức trên mông của isabella hắn lắc đầu dùng giọng dứt khoát trả lời tất nhiên là không còn nói là chồng của chị như vậy mà không thương chị isabella cuối cùng cũng tức giận nàng đột nhiên rời khỏi người hạ thiên rồi đi đến bên giường ngồi xuống chị isabella em sẽ trực tiếp đi cứu chị ra sao phải gánh tội thay hạ thiên ra vẻ vô tội thật sao isabella chuyển giận thành vui hi hi chồng nhỏ coi như em cũng có chút lương tâm. Hạ Thiên chợt tức giận. Không được nói chữ nhỏ. Isabella xoay người, cặp mông vểnh lên, nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên, giọng nói cực kỳ quyến rũ. Chồng, em tình nguyện nhận phạt. Lúc này Hạ Thiên chợt cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, tư thế này của Isabella quá mê người, hắn cảm thấy bụng bùng lên khí nóng, lửa dục bùng lên. Chồng, đến với chị đi. Isabella núng nịu nỉ non. Chị chờ được trách phạt. Dead. bàn tay rơi lên mông của Isabella nhưng không lập tức rời đi. Ngay sau đó là một lượt xoa bóp. Những cảm giác tuyệt vời từ đầu ngón ta và lòng bàn tay truyền lên làm lửa dục của Hạ Thiên bành trướng. Khoảnh khắc này hô hấp của Hạ Thiên cũng dồn dập hẳn lên. ư, ừ. Isabella than nhẹ một tiếng, cặp mông khẽ vặn vẹo. Điều này càng làm cho Hạ Thiên sinh ra xúc cảm, càng kích thích lửa tình trong lòng hắn. Chị Isabella, em nghĩ đêm nay sẽ biến chị thành vợ chính thức giọng nói của Hạ Thiên có chút khô khốc, hắn dùng một tay bóp mông, tay còn lại bắt đầu trèo đèo lội suối, bắt đầu tuần tra tới lui trên da thịt Isabella. Isabella khẽ rên một tiếng, giọng nói càng ngọt. Trông à, người ta còn chưa phải là vợ chính thức sao? Isabella vừa nói vừa vung tay ngọc ôm lấy Hạ Thiên kéo xuống giường, hai bên nhanh chóng quấn lại thành một khối, Hạ Thiên đang muốn nói thì cặp môi hồng của Isabella đã úp lên. Trong lúc hôn nhau cả hai đều cảm thấy nhiệt độ cơ thể nóng lên dữ dội, lửa tình nóng bỏng nhanh chóng bùng lên trong lòng hai người. Isabella có vẻ cực kỳ chủ động, thậm chí có thể nói là cuồng dã nàng chỉ cần vung tay vài lượt là đã lột sạch quần áo trên người Hạ Thiên. Ngay sau đó nàng ở bên trên dùng hai chân kẹp ngang hông hắn, bắt đầu cởi áo ra, chậm rãi cởi bỏ trói buộc. Hô hấp của Hạ Thiên đã bắt đầu nặng nề, hắn không đứng lên mà chỉ lẳng lặng nằm xem Isabella biểu diễn thoát y mỗi động tác của nàng đều cực kỳ đẹp, đều cực kỳ quyến rũ, hầu như chỉ cần nhìn những động tác này cũng là một hưởng thụ cực hạn. Đây không đơn giản là thoát y, đây rõ ràng là điệu múa thoát y, Isabella là một vũ công cực kỳ đẹp đẽ, mà Hạ Thiên là khách hàng của nàng. Chỉ là một chiếc áo da ngắn ngủi và chiếc quần da nhỏ xíu nhưng Isabella phải mất vài phút mới cởi ra được. Mà lúc này bàn tay của Isabella đang ở trên nịt ngực màu đen cực kỳ quyến rũ, nàng khẽ vung tay, một cặp thỏ ngọc trợt bật ra. Hạ Thiên không khỏi ngẩn ngơ, khoảnh khắc này hắn phải nhìn chằm chằm vào hai khối cầu tròn lẳng trước mặt. "Trông đẹp không?" Isabella đột nhiên cười hì hì rồi vung tay, chiếc nịt ngực bị vứt lên mặt Hạ Thiên che mắt hắn. "Không cho em nhìn." Hạ Thiên tất nhiên không muốn mất cơ hội được nhìn cảnh đẹp tuyệt thế, hắn tranh thủ lấy nịt ngực ra. Nụ cười trên mặt Isabella chợt biến mất, thay vào đó là sự ác nghiệt kinh người, tay phải nàng đột nhiên đâm xuống lồng ngực Hạ Thiên. Không sai, Isabella đâm tay xuống, mà không biết trên tay nàng có một thứ gì đó giống như cây kim nhỏ từ lúc nào, thứ này dài hơn 20 cm. Chỉ sau khoảnh khắc thì cây kim đã đến vị trí trái tim của Hạ Thiên, mà gương mặt của Isabella cũng càng thêm cay nghiệt, cũng có chút đắc ý. Nhưng một giây sau vẻ mặt Isabella đã trở nên cực kỳ tái nhợt, vì lúc này nàng đột nhiên phát hiện ra tay mình không thể tiến thêm, đã không thể dùng sức. Đơn giản là có một bàn tay chụp lấy cổ tay nàng ngay sau đó nàng còn nghe được giọng nói của Hạ Thiên. Chị Isabella, mưu sát chồng là không đúng. Một luồng khí vừa lạnh vừa nóng tiến vào trong cơ thể Isabella, lúc này nàng đột nhiên phát hiện toàn thân mình bùn rùn không còn chút sức lực, nàng đau đớn phát hiện ra khoảnh khắc này mình mất đi năng lực chiến đấu. Cậu, sao cậu biết? Isabella cảm thấy khó thể tin, nàng cố gắng xếp đặt ám sát, sao có thể thất bại đơn giản như vậy được? Hi hi, chị Isabella, tôi qua tôi đã biết chị là sát thủ trong áo lót của chị có vũ khí đây là thứ được chế tạo từ hợp kim có thể cắt đứt cổ bất kỳ kẻ nào chỉ trong nháy mắt cũng có thể cắm vào thân thể bất kỳ người nào trong khoảnh khắc sao tôi nói có sai không hạ thiên vừa nói vừa nhìn về phía bộ vị cao ngất của isabella cả hai khối cầu đang run rẩy trong không khí cậu đã sớm biết tôi đến giết sao gương mặt isabella càng trắng bệch đối với sát thủ thì thất bại đồng nghĩa với tử vong còn đối với sát thủ xinh đẹp thì không chỉ là tử vong cũng không phải hạ thiên cười hì hì thật ra tôi cũng có chút hoài nghi chị đến giết tiểu kiều vậy tất cả những gì tối nay là cậu sắp xếp sao isabella tiếp tục hỏi hạ thiên cười hì hì chị isabella chị ngốc thế đêm nay không phải chị sắp xếp sao vậy cậu chỉ biết đặt mình để tôi sắp xếp chị không sợ rơi vào mỹ nhân kế của tôi sao Isabella nhìn không được phải hỏi. Hạ Thiên không trả lời, hắn nở nụ cười sáng lạn với Isabella. Chị Isabella, trong 36 kế thì tôi thích nhất là Mỹ nhân kế. Nhị sư phụ nói, đối phó với Mỹ nhân kế thì giữ lại Mỹ nhân còn đá văng ba cái kế kia đi. Cậu, rốt của cậu là ai? Isabella cắn răng hỏi, nàng biết rõ đêm nay mình thua, hoàn toàn thua. Chị Isabella, chị quên rồi sao? Tôi là chồng chị. Hạ Thiên cười hì hì, hắn bắt đầu đưa tay lên bóp hai ngọn núi cao ngất. Isabella khẽ cắn môi. Được rồi, tôi thất bại, cậu muốn thế nào cũng được, làm sao càng lâu càng tốt. Hạ Thiên cười sáng lạn. Chị Isabella, mưu sát chồng là phải tiếp nhận ra pháp, tôi muốn đánh mông chị. Isabella không khỏi ngẩn ngơ, đánh đòn sao? Cậu, cậu muốn đánh mông tôi thôi sao? Isabella lập tức cảm thấy dở khóc dở cười, người này rốt cuộc là ai? Đét, bàn tay Hạ Thiên đã rơi lên cặp mông lớn của Isabella. Ngay sau đó là những tiếng rên rỉ điên cuồng, những tiếng thở dốc phì phò, hai loại âm thanh đan xen vào nhau, mãi đến nửa đêm mới ngừng lại. Isabella nằm trên người Hạ Thiên như một đống bùn nhão, lúc này nàng không còn chú sức lực nào. Cuối cùng nàng cũng biết đánh đòn chia làm nhiều cách, có thể là đánh ngoài quần, cởi quần đánh, có thể là dùng một cách đánh khác biệt, tất nhiên ba phương pháp này thì vài giờ qua nàng đã được nếm thử kết quả là bây giờ không còn chút sức lực nào nhưng isabella không có cảm giác đau lòng lần đầu tiên nàng được nếm thử hương vị này điều này làm cho nàng cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có hôm nay nàng đã trở thành phụ nữ chân chính mà một người đàn ông nhỏ tuổi này đã hoàn toàn chinh phục thân thể nàng em tính xử lý chị thế nào isabella nhìn người đàn ông ở bên dưới rồi khẽ hỏi siết chị hay đưa chị đến cục cảnh sát chị isabella chị cần phải đi hạ thiên nở nụ cười sáng lạn bây giờ chắc chắn có rất nhiều người muốn bắt chị nếu không đi sợ rằng chẳng kịp isabella khẽ giật mình nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn hạ thiên em em không giết chị sao chị isabella chị có ngốc không chị là vợ tôi sao tôi có thể cam lòng giết chị chị không nghe lời thì tối đa tôi cũng chỉ đánh mông chị mà thôi hạ thiên nói sau đó hắn còn vỗ vài cái lên mông isabella isabella nhìn hạ thiên một lúc lâu sau nàng mới nói một câu em đúng là quái thai hạ thiên đột nhiên xoay người ép isabella xuống dưới hắn hôn lên cặp môi đỏ mọng đúng lúc isabella chuẩn bị đón nhận một hoạt động mạnh mẽ của người đàn ông thì đột nhiên cảm giác có một luồng khí tức quen thuộc truyền qua môi luồng khí này nhanh chóng tiến vào thân thể nàng luồng khí nhanh chóng vận chuyển, một lát sau nàng đã không còn chút cảm giác mệt mỏi. Hạ thiên cuối cùng cũng buông cặp môi đỏ, hắn nở nụ cười sáng lạn với Isabella. Chị Isabella, chị có thể đi được rồi, nhớ kỹ sau này không cần phải giết người như hôm nay. Chị đã là vợ tôi, không được tùy tiện quyến rũ đàn ông, nếu không tôi sẽ tức giận. Nói xong những lời này thì Hạ Thiên lật người bước xuống giường. chương 132, vấn đề đột nhiên, Isabella sướng sốt một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng ngồi dậy trên giường, nàng vừa mặc quần áo vừa dùng dư quang khóe mắt nhìn động tính của Hạ Thiên. Nàng lại kinh ngạc, Hạ Thiên rõ ràng nhắm mắt ngủ. Đến khi Isabella mặc quần áo chỉnh tề thì phát hiện Hạ Thiên đã hô hấp rất thông thả, hắn đã hoàn toàn ngủ say, điều này làm trong lòng nàng bùng lên cảm giác khác thường, hắn không sợ nàng đột nhiên ra tay giết người sao. Chẳng lẽ hắn khờ dại cho rằng chiếm được thân thể thì nàng sẽ nghe theo không sai, hắn là người đàn ông đầu tiên của Isabella, nhưng dù sao nàng cũng là một sát thủ, cũng có đôi khi dùng sắc đẹp làm công cụ giết người. Tất nhiên từ khi nàng xuất đạo ám sát đến nay thì chính thức trả giá bằng thân thể như lần này là không có, phần lớn đều chết dưới tay nàng. Nếu không phải cố chủ nói hạ thiên giỏi võ, khi nàng gặp mặt hắn ở quán ba cũng biết được hắn lợi hại thì sẽ không dùng sắc để quyến rũ. Trong lúc này Isabella cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn rất nhiều, Nàng chợt trở nên căng thẳng, cũng có chút mâu thuẫn, có do dự, có muốn lợi dụng cơ hội này để giết chết đối phương hay không. Chỉ cần nàng giết hắn thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ, 100.000 đô la sẽ đến tay. Isabella khẽ cúi người, Isabella rút ra một thanh dao nhỏ từ dưới đế giày, ánh mắt biến đổi, sau hơn 10 giây nàng phải đút dao trở về. Bây giờ nàng không thể ra tay, không sai, nàng quả thật không thể vì chợt phát hiện có một cảm tình đặc biệt với đối phương. Nhiệm vụ lần này chỉ là 100.000 đô mà thôi, thất bại cũng không bị tổ chức trách phạt, đối với người đàn ông đầu tiên trong đời mình và 100.000 đô, giữ lại đối phương cũng có lời hơn. Isabella rốt cuộc cũng bỏ đi ý niệm ám sát trong đầu, nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông đang ngủ trên giường, sau đó nàng nhanh chóng đi ra mở cửa bỏ đi. Khoảnh khắc khi cửa đóng lại thì Hạ Thiên đột nhiên mở mắt, vẻ mặt có hơi chút thất vọng. Dáng người của chị Isabella đúng là rất tốt thật sự cũng không nỡ để chị ấy phải đi Hạ Thiên thì thào nói nhưng không sao sau này nàng còn trở lại Hạ Thiên chờ mình và tiếp tục ngủ ngủ sớm đậy sớm ngủ trễ dậy muộn tối qua Hạ Thiên chiến đấu với người đẹp đến khuya hôm nay tất nhiên sẽ dậy muộn mãi đến 9 giờ hắn mới bị chuông điện thoại đánh thức Hạ Thiên nhìn và biết người gọi là lãnh băng băng điều này làm hắn rất vui sướng cũng tỉnh táo ngay trở lại hắn vội vàng nhận điện thoại cảnh sát tỉ tỉ chị nhớ tôi sao ngạc nhiên chính là lãnh băng băng ở bên kia cũng không nổi giận nàng chỉ dùng giọng cổ quái hỏi cậu không sao đấy chứ không có gì hạ thiên có chút buồn bực cảnh sát tỉ tỉ sao vậy hình như chị không vui cậu ở đâu tôi đến tìm lãnh băng băng hỏi hạ thiên chợt sinh ra một loại cảm giác bị hạnh phúc đánh bại xem ra số mình quá hên hôm qua để isabella trở thành vợ chính thức hôm nay cảnh sát tỷ tỷ đã tự dâng đến cửa. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi đang ở phòng 140 khách sạn giật hải, tôi chờ ở đó. Hạ Thiên vui sướng nói. Được, tôi đến ngay. Lãnh băng băng cúp điện thoại. Hạ Thiên nhảy dựng khỏi giường, hắn muốn mặc quần áo nghênh đón cảnh sát tỷ tỷ. Nhưng hắn lập tức nhớ ra, tối qua Isabella đã bạo lực xé toạc quần áo của hắn, ngay cả quần lót cũng chết thảm, bây giờ chợt trở thành người tiền sử vì vậy hạ thiên cầm lấy điện thoại gọi cho lãnh băng băng cảnh sát tỷ tỷ chỉ có thể mua giúp tôi một bộ quần áo được không được cậu muốn mua loại gì lãnh băng băng đáp ứng rất sảng khoái tôi không có yêu cầu gì có thể mặc là được à cảnh sát tỷ tỷ nhớ mua cả quần lót nhé hạ thiên nhanh chóng nói lãnh băng băng không trả lời mà trực tiếp cúp điện thoại hạ thiên không khỏi lo lắng cảnh sát tỷ tỷ có mua đồ lót cho mình không nghĩ lại cũng không sao, không có đồ lót cũng được. Hạ Thiên quyết định dùng trạng thái tốt nhất để đón chào cảnh sát tỷ tỷ đại giá Quang Lâm, hắn rời khỏi giường đánh răng trải đầu, cuối cùng còn dứt khoát tắm rửa sạch sẽ trở lãnh băng băng đến. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Hạ Thiên tranh thủ ra mở cửa. Không được nhúc nhích, giơ tay lên, dựa vào tường. Những tiếng quát tháo hầu như vang lên cùng lúc, một đám cảnh sát võ trang đầy đủ vọt đến, còn có vài họng súng chỉa vào người Hạ Thiên hạ thiên lập tức buồn bực sao không phải cảnh sát tỷ tỷ đám cảnh sát này phần lớn đều là người xa lạ nhưng cũng có một người hắn quen biết đó chính là các lỗi mà hôm qua đã phỏng vấn hắn nói giơ tay lên có nghe thấy không một tên cảnh sát quát lớn tên này cũng có quan hệ với hạ thiên là mao bill không thì thế nào hạ thiên không vui vẻ gì hắn vốn chờ mong cảnh sát tỷ tỷ đến ước hẹn nào ngờ cảnh sát tỷ tỷ không đến mà cho một đám cảnh sát đến tâm tình tốt đẹp của hắn chợt trốn sạch hạ thiên anh muốn chống lại lệnh bắt người sao có tin tôi bắn không mao bill không có ấn tượng tốt với hạ thiên lúc này thấy bộ dạng của hạ thiên thì lại càng bất mãn tôi không tin anh thử xem hạ thiên liếc mắt dù có vài khẩu súng chỉa vào người nhưng điều này cũng không nói hắn trốn không thoát chẳng qua hắn không muốn trốn mà thôi mao bill cậu làm gì vậy cát lỗi quá khẽ một tiếng được rồi buông súng cho tôi. Cát lỗi phân phó thì đám cảnh sát đều buông súng, Mao Biêu không tình nguyện nhưng vẫn buông súng. Hắn biết dù là cảnh sát hình sự cũng không thể tùy tiện nổ súng, rút súng chẳng qua chỉ là uy hiếp mà thôi. Etty, Isabella tối qua đến tìm cậu sao? Cát lỗi nhìn về phía Hạ Thiên, hắn hỏi có vẻ rất tùy ý. Không, người trả lời cũng không phải là Hạ Thiên, một cảnh sát cực kỳ xinh đẹp đứng ở nơi đó, đúng là người đẹp băng giá đại danh đỉnh đỉnh ở cục cảnh sát thành phố Giang Hải. Lãnh băng băng xuất hiện làm cho cảnh sát khắp nơi đều sướng sờ, mà Hạ Thiên thì cảm thấy vui sướng. Hắn tưởng rằng cảnh sát tỉ tỉ gạt mình, sau khi tìm được địa chỉ rồi đến bắt người, bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy, chẳng qua sự việc chỉ là trùng hợp mà thôi. Đội trưởng lãnh, sao chị biết tối qua Isabella không đến tìm Hạ Thiên? Cát lỗi khẽ nhíu mày. Vì tối qua tôi ở cùng với cậu ấy. Lãnh băng băng trả lời, ngay sau đó đám cảnh sát đều dùng ánh mắt ghen ghét nhìn Hạ Thiên, tiểu tử này đã có được người đẹp băng giá rồi sao? Hạ Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ tối qua cảnh sát tỉ tỉ mơ thấy mình? Nếu không sao lại nói ở cùng với mình? Cát lỗi là cảnh sát hình sự có thâm niên, hắn lập tức nói ra sự hoài nghi của mình. "Đội trưởng Lãnh, chị nói tối qua ở cùng Hạ Thiên, vậy sao bây giờ chị lại từ bên ngoài tiến vào?" "Tôi đi mua quần áo cho cậu ta." lãnh băng băng nhấc một chiếc túi lên. Tổ trưởng cát, còn có vấn đề gì sao? Gian phòng cũng không lớn, tình huống trong phòng đã được mọi người nhìn thấy rõ ràng, ai cũng thấy quần áo bị xé toạc trên giường, càng nhìn thấy hạ thiên chỉ trùm khăn tắm. Khi nhìn thấy bọc quần áo trên tay lãnh băng băng thì ánh mắt mọi người đều trở nên quái dị, thì ra người đẹp băng giá ở trên giường lại điên cuồng như vậy. Xấu hổ quá, quấy giày đội trưởng lãnh rồi. Cát lỗi dù có chút hoài nghi nhưng cũng không thể nói gì, hắn chỉ phất tay. Thu đội, cát lỗi dẫn theo đám cảnh sát nhanh chóng bỏ đi, mà lãnh băng băng cũng bước vào phòng, nàng đóng cửa lại rồi ném bọc quần áo cho Hạ Thiên. Còn chưa chịu mặc vào. Hạ Thiên nhận lấy quần áo, cũng không quan tâm lãnh băng băng đang ở trước mặt, thân thể trần truồng của hắn xuất hiện trước mắt lãnh băng băng. Lưu manh, lãnh băng băng vội vàng xoay người, nàng dùng giọng trầm thấp mắng một câu. Ủa, cảnh sát tỉ tỉ, chị thật sự mua quần lót sao hạ thiên vừa mặc quần áo vừa nói quần áo rất vừa người quần cũng phù hợp chị đúng là thích hợp làm vợ tôi bây giờ chị nên đồng ý làm vợ tôi thế nào cậu có im ngay không lãnh băng băng cuối cùng cũng nổi giận tôi vừa giúp cậu che giấu nếu không thì cậu sẽ gặp phải chuyện không may cậu có biết không chúng ta có bốn người bây giờ chỉ còn mình cậu tốt đẹp mà thôi hạ thiên chợt ngẩn ngơ hắn dùng ánh mắt mơ hồ nhìn lãnh băng băng cảnh sát tỉ tỉ chị nói như vậy là có ý gì sao mà chúng ta bốn người chúng ta không phải chỉ có hai người sao tôi vừa bị cục cảnh sát cho nghỉ dài hạn tạm thời không được nhúng tay vào bất kỳ vụ án gì hôm nay vân thanh cũng vừa bị bắt vì khả nghi trốn thuế mà mã đình thì mất tích nếu không phải tôi tới kịp thì sợ rằng cậu cũng bị đưa về cục cảnh sát lãnh băng băng giống lên với hạ thiên chúng ta bốn người cùng điều tra vụ kỳ nam đều gặp chuyện không may, cậu hiểu chưa? Trong lòng lãnh băng băng rất tức giận, tất nhiên nàng cũng không giận vì hạ thiên, tất cả đều dồn về phía người đàn ông mà nàng căm giận, nàng không ngờ mình bị đối phương lừa gạt. Sáng na lãnh băng băng đến cục cảnh sát làm việc thì nhận được điện thoại của cục trưởng Hoàng Hải Đào, lão nói gần đây nàng đã vất vả nhiều, vì vậy cho nàng nghỉ một tháng, hôm nay không cần đi làm. Sau đó nàng lại nhận được điện thoại của Lý Bình, Vân Thanh đã bị bắt, mà nguyên nhân chính là khả nghi trốn thuế. Đáng lý ra trốn thuế không phải là tội nặng, nhưng đối với một luật sư thì chỉ cần phạm tội sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động, chỉ cần tội danh chứng thực thì kiếp sống luật sư của Vân Thanh sẽ kết thúc. Mà tình huống còn chưa kết thúc, ngay sau đó Lãnh Băng Băng gọi điện thoại cho Mã Đình, nhưng điện thoại không thông. Sau khi nàng điều tra mới phát hiện Mã Đình ngày hôm qua rời khỏi cục cảnh sát và mất tích, căn bản không biết đi đâu. Chương 133, mộng đẹp của Kỷ Minh. Sau đó Lãnh Băng Băng chủ động điện thoại cho người đàn ông kia, nhưng lại nói rằng đối phương đang bận họp mà không có thời gian nhận điện thoại. Nàng biết rõ đối phương đang cố ý không nhận, cái gọi là họp chẳng qua chỉ là trốn tránh mà thôi. Mà đến lúc này Lãnh Băng Băng cũng xác định mình bị gạt. Ngày hôm qua Lãnh Băng Băng cảm thấy có gì đó quái lạ, đám người đến ngân hàng lấy chứng cứ, sau đó giao vào tay người đàn ông kia. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi, ngay cả kỳ minh trước đó dùng cả tay súng bắn tỉa cũng không có động tĩnh gì. Bây giờ lãnh băng băng mới hiểu đám người kia đã cấu kết với nhau. Nhưng lãnh băng băng vẫn cảm thấy khó hiểu, người kia có thể kéo kỳ nam xuống đài rồi lên thay vị trí, vì sao sau đó lại hủy diệt chứng cứ để cho cha con kỳ nam tránh khỏi tai họa. Không sai, cha con kỳ nam đã tránh được một tai họa, vì lãnh băng băng nghe nói đến lúc này dù là cảnh sát hay ủy ban kỷ luật cũng không muốn nhúng tay. Thậm chí có người nói cho nàng biết, Bây giờ Kỳ Nam còn đang chủ trì hội nghị quan trọng của khối chính quyền, mà tên khốn kiếp Kỳ Minh tối qua còn cùng Cuồng Hoan với một đám phụ nữ trong biệt thự. Nếu so sánh với sự tức giận của Lãnh Băng Băng thì Hạ Thiên lúc này rất kinh ngạc. "Chị Vân Thanh bị bắt rồi sao? Chị nói tên khốn Kỳ Nam đã hại chúng ta sao? Hắn không phải đã bị bắt rồi sao?" "Bị bắt?" Lãnh Băng Băng cắn chặt răng. "Bây giờ hắn còn tốt hơn cả chúng ta, không những hắn chẳng việc gì." ngay cả kỳ minh cũng không sao, chỉ có chúng ta bị bắt mà thôi. Hạ thiên càng thêm mơ hồ. Cảnh sát tỷ tỷ, không phải ngày hôm qua chị đã giao chứng cứ cho một cán bộ cấp cao khối chính quyền rồi sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tôi bị lừa. Trong ánh mắt lãnh băng băng lóe lên cái nhìn thương tâm, hơn nữa còn là căm hận. Người kia đã gạt tôi, tôi đúng là ngu ngốc, tôi đã sớm biết hắn không đáng tin, nhưng tôi vẫn cứ tin tưởng hắn. Hạ thiên lập tức nổi giận, có người gạt cảnh sát tỷ tỷ sao? Cảnh sát tỷ tỷ là vợ tương lai của hắn, người này muốn gạt là gạt, sao không lừa kẻ khác mà lại nhắm vào vợ hắn? Cảnh sát tỷ tỷ, chị cho tôi biết người đó tên họ là gì, bây giờ tôi đi đánh hắn. Hạ Thiên tức giận nói. Cậu đi đánh hắn. Lãnh băng băng dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Hạ Thiên. Người ta còn chưa có cớ để bắt cậu, bây giờ cậu muốn đưa đầu vào miệng cọp sao? Tôi có thể lén đánh hắn một trận, không ai biết được hạ thiên không quan tâm hừ tôi đến tìm không phải nói cậu đi đánh người lãnh băng băng di chuyển chủ đề tôi nghi mã đình rơi vào trong tay kỷ minh trước tiên chúng ta phải cứu mã đình ra đã cứu cô ấy không bằng cứu chị vân thanh hạ thiên thuận miệng nói hắn không có hứng thú với mã đình ngược lại hắn lo lắng cho vân thanh vân thanh tạm thời không sao trốn thuế cũng không phải tội nặng Lãnh băng băng thản nhiên nói: Dù Vân Thanh có lẽ sẽ chẳng thể làm luật sư được nữa nhưng ít ra cũng an toàn và không có vấn đề gì. Ngược lại thì lãnh băng băng lại lo lắng cho Mã Đình, không biết nàng còn sống hay không. Cảnh sát tỷ tỷ, chị Vân Thanh bị bắt cũng do Kỳ Nam cả phải không? Chúng ta có nên ném hắn vào nhà lao, như vậy chị Vân Thanh sẽ không việc gì nữa rồi. Hạ Thiên vẫn suy nghĩ đến vấn đề của Vân Thanh. Tất nhiên ngày hôm qua hắn còn muốn ném Kỳ Nam vào nhà tù nếu không thành công thì nên tiếp tục cố gắng. Nói nhảm, lãnh băng băng tức giận nói, chưa nói đến vấn đề Vân Thanh có thật sự trốn thuế hay không, dù thật sự có trốn thuế thì cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nộp đủ số thuế cũng không còn vấn đề gì. Bây giờ Vân Thanh bị bắt, rõ ràng Kỳ Nam đang muốn nhốt nàng lại, nếu Kỳ Nam có xảy ra vấn đề thì cũng chẳng giải quyết được gì. Được rồi, bây giờ chúng ta đến bắt Kỳ Nam ném vào nhà giam thôi hạ thiên rất có hứng thú với vấn đề này lãnh băng băng vừa bực mình vừa tức cười người này coi mình là ai ăn to nói lớn như vậy người ta là một phó chủ tịch thường vụ tỉnh có thể để cho một tên tứ khố dai không ném vào tù dễ dàng vậy sao trước tiên chúng ta tìm kỷ minh để cứu mã đình ra đã lãnh băng băng kiên trì ý kiến của mình được hạ thiên lập tức đồng ý trước tiên chúng ta đi tìm kỷ minh hạ thiên quả thật đồng ý đi tìm kỷ minh nhưng mục đích của hắn lại khác biệt với Lãnh Băng Băng. Công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Mộng Vân khá có danh tiếng trong thành phố Giang Hải, thực tế thì đây là một công ty thuộc tập đoàn Thiên Nam, mà quản lý công ty là Diệp Mộng Vân, là cháu gái của Diệp Thiên Nam. Diệp Mộng Vân năm nay 20 tuổi, dung mạo tuy không tính là khuynh quốc khuynh thành nhưng vẫn là người đẹp chính thống. Hơn nữa gia thế của Diệp Mộng Vân lại không tầm thường, tất nhiên sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Lúc này trong phòng làm việc của nàng đang có một người theo đuổi, người này đeo giày, đeo kính, nhìn qua có vẻ lịch sự, chỉ nhìn qua thì ai cũng không biết đây là một kẻ mặt người giả thú. Người này là Kỳ Minh, lúc này hắn nhìn Diệp Mộng Vân mà trong lòng thầm bội phục thủ đoạn của cha. Từ nhỏ đến lớn thì Kỳ Nam vẫn luôn là người được Kỳ Minh khâm phục nhất, hắn nhìn cha từng bước đi đến vị trí hiện tại mà trong lòng rất vui sướng, tất nhiên cha lên trước thì hắn cũng là nước lên thuyền lên điều này càng làm cho Kỳ Minh hiểu được tầm quan trọng của cha. Khi Kỳ Minh còn nhỏ thì Mã Nhị Cương là người giúp Kỳ Nam làm việc, nhưng khi hắn mười mấy tuổi thì bắt đầu chen chân vào chuyện của cha. Vì người ta thường nói cha con tình thâm, đối với hắn thì Mã Nhị Cương chỉ là một lái xe, là một người ngoài, không thể tin tưởng. Dù là ai, hệ uy hiếp đến địa vị của Kỳ Nam thì Kỳ Minh sẽ không tiếc thủ đoạn để diệt trừ, ví dụ như Lê San, dù được Kỳ Nam rất yêu thương cũng bị Kỳ Minh xử lý còn có cả mã nhị cương, người này biết nhiều bí mật về cha hắn, vì vậy cũng phải chết. Nhưng sau khi mã nhị cương chết thì kỳ minh biết vì sao trước nay cha không cho phép ra tay, thì ra kỳ nam đã sớm nghi ngờ mã nhị cương cất giấu nhiều chứng cứ. Khi mã đình xuất hiện làm cho kỳ minh trở tay không kịp, đặc biệt là có tên khốn hạ thiên nhúng tay vào làm cho sự việc càng thêm phiền toái. Ngày hôm qua khi biết Mã Đình vào ngân hàng thì thậm chí Kỳ Minh còn sinh ra ý nghĩ cướp ngân hàng, nhưng đúng lúc đó cha hắn lại điện thoại tới nói rằng không cần là gì cả sau đó hắn nhận được điện thoại của cha những chứng cứ kia đã không còn gì đáng lo sự việc cứ như vậy mà được giải quyết kỳ minh cuối cùng cũng hiểu thủ đoạn của cha hắn còn lâu mới với tới vì vậy hôm nay cha bắt hắn đến gặp diệp mộng vân hắn cũng không chút do dự cả đêm cuồng hoan cũng không làm kỳ minh sinh ra cảm giác buồn ngủ ngược lại còn làm tinh thần hắn trở nên phấn chấn hắn biết rõ thân phận của diệp mộng vân Thực tế trước kia hắn cũng đã gặp nàng, nhưng khi đó người Diệp ra lại không quan tâm đến hắn. Hôm nay tình huống đã khác, Diệp Mộng Vân tươi cười chào đón hắn, hoa hắn đưa đến cũng được nàng cắm trong bình. Nguyên nhân rất đơn giản, đây cũng không phải chỉ là một lần gặp mặt đơn giản như trước, chuyện của bọn họ đã cơ bản được quyết định, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Diệp Mộng Vân sẽ nhanh chóng trở thành hôn thê của Kỷ Minh. Kỷ Minh rất hài lòng với vị hôn thê này, Diệp Mộng Vân rất xinh đẹp thân phận cũng không phải giống như người thường, càng quan trọng là đính hôn với nàng thì hắn sẽ tiến thêm một bước trong vấn đề khẳng định địa vị ở thành phố Giang Hải. Người nào mà chẳng biết Diệp Mộng Vân là em gái của Diệp Thiếu Kiệt, mà Diệp Thiếu Kiệt chính là người cầm lái con tàu Diệp ra trong tương lai. Nếu Kỳ Minh thật sự kế hôn với Diệp Mộng Vân, như vậy hắn chẳng khác nào tiến vào trung tâm của Diệp Gia. Khi có được sự giúp đỡ to lớn về tài lực và các mối quan hệ của Diệp Gia thì địa vị của cha hắn sẽ tiến thêm một bước dài, mà đối với hắn thì có lẽ không bao lâu nữa sẽ có tên trong danh sách tứ thiếu gia giang hải khi kỳ minh còn đang ảo tưởng đến tương lai tốt đẹp thì cửa phòng làm việc đã bị gõ vang vào đi diệp mộng vân nhìn ra cửa rồi nói cửa bị đẩy ra đi vào là một người đẹp chính là thư ký của diệp mộng vân giám đốc diệp có vị cảnh sát lãnh muốn gặp à mời chị ấy vào diệp mộng vân nhíu mày trong thành phố giang hải cũng không có nhiều người họ lãnh người đến chỉ có thể là người đẹp băng giá nổi tiếng, là lãnh băng băng. Một nam một nữ nhanh chóng xuất hiện trước cửa phòng làm việc, người đẹp mặc đồng phục cảnh sát chính là lãnh băng băng, mà người đàn ông ở bên cạnh chính là Hạ Thiên. Tuy lãnh băng băng bị cho nghỉ việc dài hạn nhưng dù sao cũng là cảnh sát, nàng vẫn có tình báo riêng của mình, vì vậy cũng không mất nhiều thời gian đã điều tra và biết được Kỳ Minh đang ở đây. Dù nàng không biết đối phương đang làm gì nhưng lập tức cùng Hạ Thiên chạy tới, Nàng cảm thấy càng để lâu thì mã đình càng nguy hiểm. Kỷ Minh dùng ánh mắt tham lam nhìn bộ ngực cao ngất của Lãnh Băng Băng, tất nhiên hắn cũng từng có ý nghĩ với người đẹp băng giá, nhưng cha hắn đã từng thông báo không nên đụng vào đóa hoa này, vì vậy hắn không dám ra tay. Nhưng khi hắn có cơ hội nhìn no mắt thì sẽ không bỏ qua. "Giám đốc Diệp, tôi là đội trưởng Lãnh Băng Băng đội cảnh sát hình sự thành phố Giang Hải, tôi muốn hỏi Kỷ Minh vài tình huống." Lãnh Băng Băng lập tức đi thẳng vào vấn đề. Diệp Mộng Vân nghe thấy Lãnh Băng Băng nói như vậy thì cũng không khỏi nhìn Kỷ Minh, mà Kỷ Minh đã xác định người đẹp băng giá vẫn còn muốn gây phiền toái cho mình. "Đội trưởng Lãnh, theo tôi được biết thì cô đã được cho nghỉ, bây giờ cũng không được xen vào bất kỳ vụ án nào rồi mới đúng." Kỷ Minh dùng giọng nhàn nhạt nói, ngay sau đó hắn quay đầu nhìn Diệp Mộng Vân. "Mộng Vân, hai người này chỉ sợ đến đây gây rối, anh thấy em nên cho bảo vệ đuổi họ đi, đừng để bọn họ quấy dày đến chuyện chính của chúng ta." Diệp Mộng Vân khẽ nhíu mày, nàng nhìn lãnh băng băng. Cảnh sát lãnh, Kỳ Minh nói thật sao? Không phải chị đến đây tra án đấy chứ? chương 134, hay là lấy thân báo đáp đi? Kỳ Minh, có phải Mã Đình đang trong tay anh không? Lãnh băng băng không trả lời câu hỏi của Diệp Mộng Vân, nàng trực tiếp nhìn Kỳ Minh rồi hỏi. Kỳ Minh mỉm cười. Đội trưởng lãnh, tôi không biết chị đang nói gì, nhưng tôi khuyên chị không nên gây rối ở đây, đây là tập đoàn Thiên Nam, không phải là nơi đến la lối. Lãnh băng băng lập tức giận đến mức tái mặt, người này đúng là không bằng cầm thú, sao lại nói nàng đến đây la lối. Này, thằng ngu, có phải muốn ăn đòn không? Hạ thiên khó chịu. Nếu mày biết điều thì khai ra, nếu không tao đánh. Khi nghe thấy giọng nói của Hạ thiên thì vẻ mặt Diệp Mộng Vân không có gì khá hơn, vẻ mặt càng tức tối. Thì ra là anh. Hạ thiên không khỏi giật mình hình như tôi không biết cô anh không biết nhưng tôi biết anh diệp mộng vân cười lạnh một tiếng nàng nhìn về phía thư ký đi gọi bảo vệ đuổi tên côn đồ này ra ngoài hạ thiên càng khó chịu này đừng tưởng rằng lớn lên cũng không tệ lắm thì có thể nói lung tung tôi là côn đồ khi nào trong mắt hạ thiên thì tên côn đồ có cấp bậc quá thấp ít nhất hắn cũng là đại lưu manh anh là hạ thiên phải không những chuyện anh làm ở bệnh viện đã quên rồi sao diệp mộng vân hừ lạnh một tiếng đừng tưởng rằng anh gạt được diệp mộng oánh thì có thể phá phách ở đây tôi nói cho anh biết đây là công ty của tôi không phải là của diệp mộng oánh à thì ra cô là người diệp ra hạ thiên cuối cùng cũng kịp phản ứng trách không được nhìn có chút quen mắt nhưng cô không đẹp như mỹ nữ tỷ tỷ tôi không có hứng thú với cô vì vậy cũng không cần nhớ cô anh diệp mộng vân có chút hổn hển bảo vệ đâu sao còn chưa tới Giám đốc Diệp, hai tên bảo vệ chạy đến. Xin hỏi giám đốc Diệp tên nào gây rối ở đây? Chính là hắn." Diệp Mộng Vân chỉ tay vào Hạ Thiên, đuổi hắn ra ngoài. Hai tên bảo vệ quay đầu phóng về phía Hạ Thiên, đúng lúc này ngoài cửa vang lên một âm thanh trong trẻo. Ai dám ra tay?" Một đám người tiến vào phòng, đi đầu chính là một người đẹp mặc trang phục công sở, nàng chính là Diệp Mộng Oánh. Hai tên bảo vệ không biết phải làm sao. Hắn không nhận ra người đẹp đang nói chuyện, nhưng bọn họ nhận ra những người đi sau lưng người đẹp, đây đều là những lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn Thiên Nam. Mỹ nữ tỷ tỷ cũng ở đây sao? Hạ Thiên có chút bất ngờ, cũng có chút hưng phấn. Diệp Mộng Vân lại cực kỳ tức giận. Diệp Mộng Oánh, chị có ý gì? Hắn là người chỉ phái đến đây gây rối phải không? Gây rối? Diệp Mộng Oánh cười nhạt. Đây là công ty của tôi, tôi sao phải phái cậu ta đến gây rối? Cái gì là công ty của chị, đây là công ty của tôi." Diệp Mộng Vân tức tối nói. Diệp Mộng Oánh khẽ lắc đầu. "Từ hôm nay trở đi tôi chính thức tiếp nhận chức vụ chủ tịch tập đoàn Thiên Nam, bây giờ tất cả công ty cấp dưới đều là của tôi, mà công ty này cũng là của tôi. Nhân đây tôi cũng nói cho cô biết, từ bây giờ cô sẽ không còn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ phẩm Mộng Vân, tôi sẽ phái người đến tiếp nhận vị trí của cô, cô chuẩn bị làm tốt công tác giao tiếp." diệp mộng oánh vừa nói ra những lời này thì vẻ mặt diệp mộng vân chợt biến đổi lớn vẻ mặt kỷ minh ở một bên cũng biến đổi diệp ra bây giờ rơi vào trong tay diệp mộng oánh rồi sao đây là có chuyện gì không thể nào diệp mộng vân nghiêm nghị quát sao cô lại là chủ tịch không thể nào diệp mộng vân tiếp nhận sự thật đi thôi giọng nói của diệp mộng oánh chợt trở chợ nên lạnh lùng ông nội đã chuyển nhượng tất cả cổ phần cho tôi bây giờ tôi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn thiên nam Tôi có thể khai trừ bất kỳ người nào theo ý muốn, kể cả cô." Diệp Mộng Vân nhìn đám người sau lưng Diệp Mộng Oánh, khi thấy bọn họ không nói gì thì nàng lập tức cảm thấy trời đất như đổ sụp. Tuy nàng không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng nàng biết Diệp Mộng Oánh không gạt mình. Thực tế Diệp Mộng Oánh cũng không gạt Diệp Mộng Vân, vì nếu việc này là giả thì nàng chỉ cần gọi điện thoại là biết ngay, Diệp Mộng Oánh sẽ không mốc đến mức nói dối rồi bị vạch trần trong nháy mắt. "Diệp Mộng Vân, tôi cũng nói cho cô biết" Bây giờ tập đoàn Thiên Nam là địa phương mà Hạ Thiên muốn làm gì thì làm, cậu ấy cũng có thể tùy tiện đuổi đi bất cứ người nào. Vì vậy bây giờ cô không có tư cách đuổi cậu ấy, nhưng cậu ấy có tư cách đuổi cô. Diệp Mộng Oánh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô em họ của mình, trong mắt nàng không có chút đồng tình. Trước đó hai bên đã từng là thân tình, nhưng đáng tiếc là không ai xem nàng ra gì, bây giờ nàng cũng không cần nương tay với những người này. Diệp Mộng Oánh nói ra những lời này, không những vẻ mặt Diệp Mộng Vân biến đổi, ngay cả vẻ mặt đám người đứng sau lưng Diệp Mộng Oánh cũng biến đổi, kẻ nào cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn họ không nghĩ ra được, một người đàn ông có dáng vẻ rất tầm thường kia lại có quan hệ đặc biệt với chủ tịch mới của tập đoàn Thiên Nam. "Mỹ nữ tỷ tỷ, chị nói thật sao?" Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Diệp Mộng Oánh nhìn Hạ Thiên, nàng cười làm mọi người phản chấn động. "Tất nhiên là thật." Giọng nói của Diệp Mộng Oánh cực kỳ dịu dàng người đàn ông mà nàng vô tình cho đi nhờ xe trước đó giống như là phúc tinh của nàng, vì sự xuất hiện của hắn mà nàng không những thoát khỏi kiếp nạn đầu tiên, hơn nữa còn làm cho ông nội của nàng khỏe mạnh trở lại. Bây giờ nàng đã là nữ danh nhân ở Giang Hải, nếu không có hắn thì rõ ràng không còn sự tồn tại của nàng. Những ngày nay Diệp Mộng Oánh ở cùng ông để tìm cách thu nạp quyền lực, nàng cũng không có thời gian tìm Hạ Thiên. Nhưng nàng không ngờ mình lại vô tình gặp hắn, Điều này không khỏi làm nàng sinh ra cảm giác hai người có duyên phận. Trong lúc vô tình ánh mắt của Diệp Mộng Oánh nhìn về phía Hạ Thiên lại càng thêm dịu dàng, trong giọng nói còn mang theo một hương vị đặc biệt khác. "Hạ Thiên, tôi đã nói rồi, tôi sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu của cậu." "Bất kỳ yêu cầu gì sao?" Khi nghe được những câu nói này thì đám đàn ông cũng không còn nhỏ tuổi đứng ở sau lưng Diệp Mộng Oánh chợt lộ ra nụ cười mập mờ. Một người phụ nữ trẻ đẹp chưa có gia đình lại đồng ý đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của một người đàn ông, mà người đàn ông kia yêu cầu gì thì ai cũng có thể đoán ra được. Kỳ Minh ở bên kia vừa hâm mộ vừa ghen ghét, tiểu tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nghe nói hắn đã cưa đổ kiều tiểu kiều, chẳng lẽ còn nắm cả Diệp Mộng Oánh. Đúng là không có thiên lý. Hạ thiên nhìn Diệp Mộng Oánh mà nở nụ cười sáng lạn. Mỹ nữ tỷ tỷ, vậy thì chị lấy thân báo đáp thôi đám người sau lưng Diệp Mộng Oánh đều lộ ra nụ cười. Tiểu tử kia quả nhiên nói ra những gì mà bọn họ đang nghĩ, để xem vị chủ tịch tài sắc vẹn toàn này có đồng ý hay không. Được. giọng nói của Diệp Mộng Oánh vẫn rất dịu dàng. Sau này cậu là người đàn ông của tôi. Mọi người chợt ngẩn ngơ. Tiểu tử kia cứ như vậy mà thu được một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn sao? Dễ dàng vậy? Diệp Mộng Oánh, cô điên rồi. Diệp Mộng Vân nhịn không được phải mỉa mai. Hắn là chồng của Kiều Tiểu Kiều, chẳng lẽ cô muốn cướp chồng của Kiều Tiểu Kiều? Vẻ mặt Diệp Mộng Oánh chợt phát lạnh, giọng nói cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Thế nào, cô cảm thấy tôi không đủ tư cách để cùng người đàn ông với Kiều Tiểu Kiều sao? Diệp Mộng Vân chợt á khẩu không nói được lời nào, nếu là trước đó thì chỉ sợ có rất nhiều người cho rằng Diệp Mộng Oánh không có tư cách cướp đàn ông với Kiều Tiểu Kiều nhưng bây giờ diệp mộng oánh là một phú bà có tài sản trăm tỷ ai nói nàng không có tư cách so với kiều tiểu kiều vậy thì cứ quyết định như vậy hạ thiên cười hì hì hắn tiến lên ôm diệp mộng oánh vào lòng sau đó hôn lên môi nàng một cái thôi thì đóng dấu cái đã bây giờ chị là người của tôi diệp mộng oánh đỏ bừng mặt bây giờ hình tượng người phụ nữ lạnh lùng vừa rồi chợt biến mất cũng may hạ thiên lập tức buông diệp mộng oánh ra sau đó nàng nhanh chóng khôi phục lại như thường trong lòng cũng có chút giở khóc giở cười. Hạ Thiên này dù sao cũng mới 19 tuổi, cái gì mà đóng dấu như con nít vậy. Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi có thể mượn chỗ này một chút được không? Hạ Thiên nhìn Kỷ Minh, ánh mắt chợt xoay chuyển, hắn nói: "Tất nhiên là có thể." Diệp Mộng Oánh mỉm cười. "Tôi sẽ phối hợp với cậu, nhưng bây giờ tôi có chuyện, đợi đến tối tôi sẽ điện thoại cho cậu." "Không có vấn đề." Hạ Thiên đồng ý bây giờ hắn vừa có thêm một vợ, tâm tình rất tốt, nhưng cũng cần phải làm việc. Diệp Mộng Oánh tìm đến một đội trưởng bảo vệ, sau đó bắt đầu công tác dọn dẹp, mà Diệp Mộng Vân cũng bị đuổi ra khỏi phòng. Tầng lầu này thuộc về tập đoàn Thiên Nam, tất nhiên sẽ nhanh chóng được dọn dẹp chống rỗng, sau đó nhân viên anh Ninh Canh giữ tất cả cầu thang không cho bất kỳ ai được ra vào. Vì vậy mà công tác hoàn thành. Hạ Thiên ở trong gian phòng mà trước kia là của Diệp Mộng Vân, lãnh băng băng tất nhiên cũng có mặt bên trong, ngoài bọn họ chỉ có một người thứ ba đó là kỷ minh ngay từ đầu hạ thiên đã nhanh chóng đánh kỷ minh bất tỉnh sau đó hắn cho người canh giữ phòng làm việc không cho bất kỳ ai tiến vào trong lúc dọn dẹp thì quá hỗn loạn ngay cả diệp mộng vân cũng không biết kỷ minh đã đi chưa tất nhiên người khác sẽ không chú ý cậu làm gì vậy lãnh băng băng cũng không nghĩ ra bức cung hạ thiên cười hì hì để người khác nghe được cũng không tốt Trước đó Hạ Thiên cùng Vân Thanh và Lãnh Băng Băng làm quá nhiều chuyện mà không thể ném Kỳ Nam vào tù, vì vậy bây giờ Hạ Thiên quyết định làm theo phương pháp của mình. Đối với hắn thì Kỳ Nam đã làm nhiều chuyện xấu, Kỳ Minh nhất định biết rõ, chỉ cần tiểu tử này mở miệng thì chẳng sợ không có chứng cứ. Hạ Thiên cũng không quan tâm Lãnh Băng Băng có đồng ý hay không, hắn cứu tỉnh Kỳ Minh, sau đó dùng thủ đoạn đã từng sử dụng với hai thành viên của ám ảnh đoàn trước đó hắn sẽ châm kim để cảm giác mẫn cảm của đối phương tăng lên trăm ngàn lần như vậy chỉ cần một vết thương nhỏ cũng làm cho đối phương đau đớn cực hạn ngay cả ám ảnh đoàn cũng còn không chịu đựng được hạ thiên tim kỷ minh cũng là như vậy hạ thiên phát hiện mình đánh giá cao kỷ minh hắn mới cho kỷ minh vài tát đang định cho mức độ mẫn cảm của đối phương tăng lên vài trăm lần thì kỷ minh đã cầu khẩn đừng đừng đánh các người muốn biết gì tôi sẽ khai hết mã đình ở đâu cô ấy còn sống không Lãnh Băng Băng hỏi trước, đây là vấn đề nàng quan tâm nhất bây giờ. Chương 135, Lãnh Băng Băng nổi giận thượng. Lãnh Băng Băng, cô cô lạm dụng, á. Kỷ Minh còn chưa nói xong thì đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, tất nhiên là Hạ Thiên cho hắn một bạt tai. Kỷ Minh thấy Hạ Thiên lại giơ tay lên thì vội vàng nói. Đừng đánh, tôi nói, tôi nói, Mã Đình chưa chết, tôi chỉ nhốt cô ấy lại, còn chưa kịp xử lý. Ngay sau đó Kỳ Minh liên tục trả lời, đúng như suy đoán của Hạ Thiên, Kỳ Minh biết rất nhiều chuyện liên quan đến Kỳ Nam. Không thể không nói Kỳ Nam rõ ràng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, không chỉ tham ô hối lộ, hơn nữa còn đùa giỡn nữ nhân, mà Lê San kia chính là người tình của lão. Lê San phải chết vì vô tình có được chứng cứ Kỳ Nam nhận hối lộ, nàng muốn tố giác lão, nhưng Kỳ Nam phát hiện ra kịp thời, vì vậy mà Lê San mất mạng. Mà Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng biết vì sao người đàn ông nàng căm hận lại hợp tác với Kỷ Nam để lừa gạt mình, thì ra đối phương cũng làm rất nhiều chuyện xấu xa, còn bị Kỷ Nam nắm chứng cứ. Nghe nói bây giờ ai cũng nắm giữ chứng cứ phạm tội của đối phương, vì vậy mà hai bên giữ được sự cân đối, cả hai vẫn bình yên vô sự. Mãi đến trưa mới chất dứt phỏng vấn, Lãnh Băng Băng ghi âm tất cả nội dung nhưng bước tiếp theo nên làm thế nào thì hoàn toàn không biết được dù sao đây cũng là những chứng cứ lấy được nhờ áp dụng biện pháp phi pháp cũng không thể đi bắt người chỉ vì chứng cứ này tuy kỷ minh nói ra rất nhiều nơi cất giấu chứng cứ nhưng cần phải có người đến lấy chứng cứ và điều tra mà bây giờ lãnh băng băng căn bản không còn quyền lực gì lãnh băng băng lắc đầu tạm thời không suy nghĩ nhiều chuyện như vậy thôi thì xử lý chuyện trước mắt vẫn quan trọng hơn mà nên làm gì với kỷ minh cũng là một phiền phức lãnh băng băng nghĩ đến vấn đề mình là một cảnh sát hình sự nhưng lại theo chân hạ thiên làm ra những hành động phi pháp điều này làm nàng sinh ra cảm giác nói không nên lời dù người ra tay chính là hạ thiên nhưng thật ra lãnh băng băng cũng là đồng mưu có biện pháp để hắn ngủ lại đây một ngày không lãnh băng băng nhìn hạ thiên rồi hỏi không có vấn đề tất nhiên hạ thiên sẽ có biện pháp để kỷ minh ngủ chọn một ngày hắn tìm một chai rượu lớn đổ vào miệng đối phương sau đó Kỳ Minh trở thành một con ma men trong phòng làm việc của Diệp Mộng Vân. Cảnh sát tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên vỗ tay kết thúc công việc. Bây giờ chúng ta đi tìm người bắt tên Kỳ Nam kia lại. Tìm người, đúng vậy, bây giờ bọn họ chỉ có thể tìm người. Lãnh băng băng nhìn Hạ Thiên, nàng đột nhiên nghĩ đến một người thích hợp, Kiều Gia, Kiều Trấn Quốc. Kiều Trấn Quốc đang dùng cơm chưa đột nhiên nhận được điện thoại của Kiều Tiểu Kiều, điều này làm lão rất kinh ngạc đứa cháu gái lần trước thiếu chút nữa làm lão tức chết hình như trước nay chưa từng điện thoại đến bao giờ hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao tiểu kiều sao hôm nay lại điện thoại cho nhị bá giọng nói của kiều trấn quốc rất ôn hòa giống như trước nay kiều tiểu kiều chưa từng đắc tội với mình nhị bá bác có thể đến đây một chuyến được không giọng nói của kiều tiểu kiều rất ngọt ngào sao lúc này có chuyện gì cần nhị bá giúp à Kiều Trấn Quốc dùng giọng vui đùa hỏi mà trong lòng có chút căm tức, tiểu nha đầu này rõ ràng quá kiêu ngạo, gọi điện thoại để một người đường đường là phó chủ tịch tỉnh đến gặp sao. Nhị bá, chuyện lần trước cháu cũng hiểu mình quá mức, cho nên hôm nay cháu quyết định cho bác một lễ lớn. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Tất nhiên, nếu bác không tin thì có thể không đến. Sao lại không tin? Kiều Trấn Quốc tiếp lời. Tiểu Kiều có thể cho bác quà cáp, tất nhiên bác phải đến nhận, nếu không sau này sẽ hối hận. Kiều Trấn Quốc dừng lại một chút rồi nói thêm. Tiểu Kiều, cháu chờ một lát, bác đến ngay. Kiều Trấn Quốc biết rất rõ, đứa cháu này có thể làm mình tức giận, nhưng bây giờ nàng lại nói có lễ lớn muốn tặng cho mình, nếu thật sự là lễ lớn mà lão không đi thì sau này chắc chắn sẽ hối hận. Vì vậy mà lão lập tức đến tòa nhà Kiều ra không chút do dự. Nhưng khi Kiều Trấn Quốc tiến vào phòng khách của Kiều Tiểu Kiều thì phát hiện bên trong ngoài cháu gái mình thì còn có một nam một nữ, Tất nhiên người nam chính là Hạ Thiên, Kiều Trấn Quốc cũng không cảm thấy kỳ quái vì đối phương ở trong này, nhưng người nữ lại là lãnh băng băng, như vậy rõ ràng là không tầm thường. "Chào chủ tịch Kiều." Lãnh Băng Băng chủ động chào hỏi Kiều Trấn Quốc. "Nhị bá, mời ngồi." Kiều Tiểu Kiều mời Kiều Trấn Quốc ngồi xuống, sau đó nàng đưa máy ghi âm cho Kiều Trấn Quốc. "Nhị bá, bác nghe nội dung đi, thời gian hơi dài, bác cứ chậm rãi mà nghe." Kiều Trấn Quốc có chút mê hoặc nhưng vẫn nhận lấy máy ghi âm. Mười phút sau vẻ mặt Kiều Trấn Quốc chợt hưng phấn khó thể ức chế, lễ lớn, đây đúng là lễ lớn. Sao cô có thể hỏi được những lời này từ miệng kỷ minh? Kiều Trấn Quốc nhịn không được phải hỏi, tất nhiên người được hỏi là lãnh băng băng, vì lão nghe thấy giọng nữ bên trong chính là nàng. Kỷ Minh uống rượu say nên nói ra tất cả. Lãnh băng băng trả lời, đây chính là câu trả lời thuyết phục mà nàng và Hạ Thiên đã nghĩ ra, dù sao Kỳ Minh bây giờ cũng đang say bét. Nhị bá, thứ này sao có được cũng không quan trọng, quan trọng là manh mối bên trong, bác thấy có phải không?" Kiều Tiểu Kiều ở bên cạnh nói. "Không sai, có thứ này đưa cho ủy ban kỷ luật điều tra thì Kỳ Nam sẽ chạy không thoát." Kiều Trấn Quốc thật sự hưng phấn, lão đột nhiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn lãnh băng băng. "Cô thật sự muốn giao thứ này cho tôi sao? Cô phải biết rằng, nếu điều tra thì không những Kỳ Nam chạy không thoát, Hạ Vân Sơn cũng. Chủ tịch Kiều, cháu đã giao thứ này cho chú, tất nhiên cả hai người bọn họ đều đáng bị trừng phạt. Lãnh băng băng cắt ngang lời của Kiều Trấn Quốc, nàng có vẻ khó khống chế. Được rồi, việc này tôi sẽ sắp xếp, đám sâu mọt quốc gia sẽ không thể chạy thoát. Kiều Trấn Quốc đứng lên. Tiểu Kiều, chuyện quá khẩn cấp, nhị bá phải đi trước. Kiều Trấn Quốc vội vàng rời khỏi tòa nhà Kiều ra, lão bắt đầu dạo diễn cho cơn địa chấn quan trường tỉnh Bình Hải. Có thể sau khi cơn địa chấn chấm dứt thì lão sẽ là người thắng lớn, vị trí của kỳ nam sẽ thuộc về lão, đây là điều không thể nghi ngờ. Hành động của Kiều Trấn Quốc là rất nhanh, đến tối thì ủy ban kỷ luật đã có hành động, Phó Chủ tịch Thường vụ Kỳ Nam và Phó Chủ tịch tỉnh Hạ Vân Sơn bị kỷ luật, đồng thời còn có một đợt hành động kê biên tài sản. Đêm đó Cục Cảnh sát cũng có hành động, một nhóm người bị bắt, trong số đó có cả Kỳ Minh. Tất cả mọi người đều cho rằng mọi thứ là mưu đồ từ rất lâu của Kiều trấn quốc, không ai ngờ người chính thức đưa Kỷ Nam và Hạ Vân Sơn vào nhà giam chỉ là một thiếu niên không chút danh tiếng và vừa mới tiến vào thành phố Giang Hải, là Hạ Thiên. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không thèm quan tâm đến công lao này, thực tế hắn chỉ muốn nhốt Kỷ Nam vào tù, đó cũng với mục đích báo thù, mà những chuyện trên quan trường không liên quan gì đến hắn, mà hắn cũng không quan tâm. Bây giờ Hạ Thiên rất quan tâm đến lãnh băng băng Bây giờ tâm tình của nàng không tốt, vì nàng đã đưa chính cha ruột của mình, đó chính là Hạ Vân Sơn ném vào nhà giam. Tuy nàng thấy đối phương không xứng làm cha mình nhưng quan hệ huyết thống giữa hai người là không thể chối cãi. Bây giờ là 7 giờ tối, trong nhà lãnh băng băng, Hạ Thiên sở dĩ được đến đây chính là vì lãnh băng băng đã đồng ý cùng hắn dùng cơm tối. Đáng tiếc là bây giờ cũng không phải ăn cơm tối, lãnh băng băng cũng không muốn làm cơm tối, nàng đang ngây người nhìn một tấm hình. Người trên tấm ảnh khoảng 30 tuổi, bộ dạng có vài phần tương tự lãnh băng băng. Cảnh sát Tỉ Tỉ, nếu tâm tình không tốt thì uống chút rượu, uống rượu xong sẽ ngủ một giấc, sau đó sẽ quên đi tất cả. Hạ Thiên ở bên cạnh nhìn không được dùng giọng giật dây nói, đây rõ ràng là một cơ hội trời ban, hắn thừa dịp cảnh sát Tỉ Tỉ, tỉ tâm tình không tốt mà chuốc cho say, sau đó lợi dụng lúc đối phương nửa say nửa tỉnh mà tác động, nói không chừng đối phương sẽ nhận làm vợ hắn. Lãnh băng băng nghe thấy Hạ Thiên nói những lời như vậy thì cuối cùng cũng có phản ứng, nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, ánh mắt rất lạnh lùng, giọng nói tràn đầy mỉa mai. Chờ tôi uống say thì cậu có thể chiếm đoạt, có phải không? Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ. Cảnh sát tỉ tỉ, chị hiểu lầm tôi, tôi. Hiểu lầm sao? Lãnh băng băng cắt ngang lời Hạ Thiên, sau đó nàng giống lên với hắn. Tên khốn Hạ Vân Sơn cũng thừa dịp mẹ tôi ngủ say mà chiếm đoạt. À, Cảnh sát tỷ tỷ, tôi không biết cha chị vô sỉ như vậy. Hạ Thiên có chút chật vật, lần này cảnh sát tỷ tỷ nổi giận còn đáng sợ hơn cả lần trước. Ông ta không phải là cha tôi. Lãnh băng băng quát lớn. Mẹ tôi có mang mà ông ta không nhận, cũng chẳng quan tâm, cậu có biết mẹ tôi chịu bao nhiêu khổ sở không? Đến khi tôi 10 tuổi thì tên khốn kia mới xuất hiện, còn đối xử với tôi rất tốt, lúc đó mẹ tôi rất vui. Nhưng sau đó mới biết vợ ông ta chỉ sinh được một đứa con trai tôi thành con gái duy nhất của ông ta, vì vậy ông ta mới đối xử tốt. Cảnh sát tỷ tỷ, nếu chị mang thai con tôi, lúc đó tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cả mẹ lẫn con. Hạ Thiên cẩn thận nói. Cậu cầm miệng lại cho tôi. Lãnh băng băng giống lên với Hạ Thiên. Cậu còn có Kiều Tiểu Kiều, còn có nhiều người khác, cậu rõ ràng còn ghê tởm hơn cả Hạ Vân Sơn. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng si tâm vọng tưởng tôi sẽ thích cậu, tôi sẽ không giống như mẹ, sẽ không làm vợ bé cho người khác. Lãnh Băng Băng mắng xong vẫn còn chưa hết giận, nàng tiếp tục đè Hạ Thiên ra chửi bới. Cậu cho rằng mình là ai? Cậu có Tiểu Kiều, còn có Diệp Mộng Oánh làm vợ, còn có Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn với quan hệ không rõ ràng, bây giờ còn quấn lấy tôi, cậu cho rằng mình là hoàng đế muốn tam cung lục viện sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi ghét nhất loại người như cậu, ỷ mình có chút bản lĩnh mà đi lừa gạt phụ nữ. Lãnh băng băng mắng Hạ Thiên chừng 4 năm phút đồng hồ, mắng đến mức Hạ Thiên chật sững sờ, cũng không biết nói như thế nào. Nhưng trong lòng hắn có chút uất ức, ba vị sư phụ đều nói đàn ông phải tìm nhiều vợ, thần tiên tỷ tỷ lại nói không gì không thể, còn chủ động tìm một tiểu kiều làm vợ nhỏ, vì sao cảnh sát tỷ tỷ lại coi chuyện này giống như tội ác tài trời. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 135